Ta có một quả cầu, nó có thể sao chép vạn vật và biến hình thành vật đã sao chép. Người tạo ra đã thả nó xuống vùng đất này và quan sát nó. Ban đầu nó sao chép thành một viên đá và nằm yên vị tại đó, dần dần thì đá mọc rêu nên nó cũng sao chép cả rêu. Tuyết sau đó đã bắt đầu rơi, một con sói đã bị thương và rồi gục ở ngay bên viên đá. Nó đã sao chép con sói và có được những ý thức đầu tiên. Nó bắt đầu chập chững bước đi và nó cũng sao chép luôn cả vết thương khiến nó lần đầu cảm nhận được sự khó chịu của đau đớn, nhưng nó đã nhanh chóng hồi phục và tiếp tục đi. Nó tiếp tục bước đi mà không biết một mục đích gì, sau một thời gian nó quay về được với chủ cũ của con sói này. Người chủ rất vui vì nó đã trở về. Khi bước vào nhà, nó nhìn thấy mọi thứ mới lạ và cảm giác ấm áp này khiến nó chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Nó sau đó được chủ cho ăn và rồi đi ngủ. Thức ăn ở đây giờ rất hạn chế nên chẳng thể kén chọn được thứ gì ngon. Ăn xong thì người chủ đã đi ngủ. Đến sáng, cậu ta lại ra ngoài chặt gỗ từ những căn nhà xung quanh để sưởi ấm. Những người ở đây đã từng sống với cậu ta đều rời đi từ 5 năm trước để tìm kiếm nơi ở tốt hơn và đầy đủ hơn chỉ mỗi cậu ta vẫn ở lại đây cô độc với chú chó suốt thời gian qua cậu ta đã từng muốn rời đi nhưng con chó luôn cắn chân để níu cậu ta lại nên cậu ta đành tiếp tục ở lại đây những người lớn đã bảo cậu ở lại chăm sóc các ông bà nhưng rồi họ đều ra đi tiếng chuông gió trước nhà vang lên khiến cậu trai nghĩ là mọi người đã trở về nhưng khi về đến nhà thì khung cảnh cô độc đó vẫn vậy không thay đổi lý do chuông gió rung lên là vì có cá đã cắn câu một con cá rất to tối đến cậu trai đã làm thịt cá và vì muốn tiết kiệm củi lửa nên cậu đã chọn ăn sống thay vì nấu chín cá lên cậu vẫn nhớ mặt của mọi người từng sống ở đây và cậu rất muốn được rời đi khỏi chốn này và hôm sau cậu đã dứt khoát dọn đồ lên đường rời đi để đến một nơi tốt hơn đi một đoạn xa thì cả hai phát hiện một viên đá có mũi tên chỉ về phía trước hẳn đây là lời nhắn mà mọi người để lại cả hai tiếp tục lên đường và tối đến thì dựng lều lên nghỉ sáng ra thì tiếp tục đi và lại có hòn đá chỉ đường nhiều ngày trôi qua ngày nào cũng như ngày nào chẳng có gì thay đổi cho đến một hôm cậu trai phát hiện có một cái cây ở trên đường cậu ta đã tận dụng nó làm củi đốt và quay về tuyến đường chính khi thấy hòn đá đột nhiên cậu trai bị rơi xuống hồ nước lạnh chân thì bị thương nên đành dựng chạy lại để băng bó lẫn sưởi ấm cơ thể cậu trai quyết không trở về vì thức ăn vẫn chưa hết cậu trai vẫn sẽ tiếp tục lên đường và miễn là còn sức thì cậu trai vẫn tiếp tục đi đi liên tục hai ngày vết thương thì có vẻ dần nặng hơn nhưng cậu trai không từ bỏ vì mọi người không trở về thì dám chắc họ đã đến nơi thật tốt cậu sẽ không trở về để rồi chết mục cùng căn nhà nó thế nhưng cậu trai phát hiện hòn đá tiếp theo cậu thấy lại có dấu mười ở mũi tên gần đó là đống hoang tàn của việc hỏng xe và những ngôi mộ giống như cái mà cậu đã làm cho ông bà. Cậu trai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố nghĩ theo hướng tích cực nhất, nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra, cậu tự hỏi liệu bản thân có đến được nơi tốt hơn hay không. Cậu trai đã từ bỏ và quyết định trở về nhà, cả hai rong ruổi nhiều ngày để quay trở lại căn nhà mục giữa đó. Cậu trai đã sầu não suốt nhiều ngày mà không thèm thắp lửa cũng như kiếm đồ ăn nữa. Vết thương ở chân thì gần như không được chữa trị nên đã dần nặng hơn và rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu trai đã ngồi lên ghế và ra đi con sói chạy đến và rồi đã sao chép hình dạng của cậu ta và trở thành người cậu trai thì đã đến được nơi tốt hơn là thiên đường còn nó thì đã có được hình dạng con người và lên đường đến nơi tốt hơn mà cậu trai luôn mong muốn từ giờ nó chắc hẳn sẽ gặp gỡ với nhiều người và cảm nhận được thêm nhiều thứ nữa nó sau đó đã đi về hướng nam để tìm thêm thông tin cho sự tiến hóa của chính nó vì không có những đặc tính của một con người cộng với vết thương dưới chân và dinh dưỡng bổ sung gần như không có nên nó nhanh chóng chết đi nhưng lần nào nó cũng có thể tái sinh trở lại với sinh vật này mỗi lần chết là mỗi lần biến đổi đến nay nó đã chết đến 6 lần, lần đầu nó cần 5 ngày để tái sinh và lần thứ 6 thì chỉ tốn nửa ngày. Sau cùng, nó đã thành công đến được ngọn núi mà người chủ trước đã rất muốn đến được. Thế nhưng nó ngay lập tức bị một con gấu khổng lồ tấn công và lại chết tại một ngôi làng. Có một cô bé tên là Match, cô bé thường ngày chỉ chơi với người chị Parona gần nhà. Chơi giữa chừng thì Match được bố mẹ gọi về. Cô bé Match rất mong muốn được làm người lớn vì trong làng giờ đây chỉ còn 3 đứa trẻ và hai trong số đó lại ở trong chính nhà này. Mẹ cô bé cho rằng chừng nào cô bé ngủ mà không tè dầm nữa thì mới là người lớn. Sáng hôm sau, Parona vẫn đi tập bắn cung như mọi ngày nhưng trình độ thì hơi tệ. Mắt thì vẫn chơi với đám thú bông, đến lúc Parona đến chơi thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Parona biết điều này có nghĩa là gì nên đã vội vã đưa Mắt xuống núi, nhưng giữa đường thì cả hai bị Hazase, người đứng đầu hội cảnh vệ của làng, được biết thì tiếng chuông vừa rồi là lệnh tập hợp. Mắt bị đưa về làng và già làng đã cùng Hazase tập hợp mọi người lại và cho biết họ đã được chọn bởi vị thần mang lại phồn vinh và hòa bình và họ sẽ phải chọn ra một cô gái chưa bị vấy bẩn để dâng lên cho thần. già lang đã xem qua ba đứa trẻ của làng và rồi chọn cô bé mắt. ai nấy chúc mừng vì cô bé đã được chọn. bố mẹ cô bé cùng cười trước mặt người khác chứ khi vào nhà thì chỉ biết khóc mà xin lỗi cô bé. Haza c tìm đến và cho biết cô bé đã bị chọn làm vật hiến tế cho thần. đến ngày tế lễ, cô bé sẽ được tham gia yến tiệc để chia tay gia đình và rồi bị họ đưa lên núi và làm vật tế cho thần ăn thịt. một năm sau họ sẽ quay lại đó để thu hồi hài cốt đưa về cho gia đình chôn cất. Match nằng nặc không chịu vì cô bé không muốn chết mà muốn được trở thành người lớn. Match không chấp nhận việc chỉ mình bản thân phải chết nhưng cô bé không hề có sự lựa chọn. Những ngày sau đó, Match liên tục bị Hazac giám sát. Nếu cô bé bỏ trốn thì em gái cô bé sẽ bị chọn. Đến ngày bị đưa đi, Match đành từ biệt bố mẹ để lên đường. Trên đường lên núi, Hazac cho rằng khi sang thế giới bên kia thì Match sẽ được tự do, tự do trở thành người lớn như cô bé muốn. Đột nhiên một mũi tên bay đến Hazac và Match đã nhân cơ hội trốn đi. Một ai đó đã lao ra húc vào Hazase rồi bỏ trốn. Match chạy giữa chừng thì vấp té và rồi xuống một ao nước nhỏ gần đó. Tại đây Match đã vô tình gặp được nó, sinh vật bất tử kia. Hai tên lính chạy đến thì chứng kiến cảnh nó hồi sinh thì hoảng sợ mà bỏ chạy vì nghĩ nó là quái vật. Nó sau đó đã quay đi và cô bé Match cố hỏi nhưng chẳng nhận được phản hồi nên đã bám theo. Còn người đã tấn công Hazase thực ra là Parona. Cô đã định dùng một bộ xương để ngụy tạo cái chết cho Match, nhưng Hazase quyết định sẽ bỏ Parona lại đây vì cô chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hai tên lính quay về và bảo Hazase là nên đi tìm đứa trẻ khác vì Match đang ở cùng một con quái vật. Cô bé Match lúc này nhận thấy nó không thể nói chuyện, cả hai đang đói thì thấy một cây đầy trái nên Match đã leo lên hái. Lúc đưa cho nó thì nó đột nhiên ném ra đất rồi cúi xuống ăn như cách ăn của sói trước đây. Cô bé đã dạy cho nó cách nói cảm ơn nhưng chẳng có tác dụng. Cô bé Match hái được từng nào thì nó ăn hết từng đấy mà không để phần cho cô bé khiến cô bé bật khóc mà leo lên cây để tự hái tự ăn luôn. Nhưng khi thấy nó đứng dưới nhìn thì cô bé đã ném ra cho nó ăn. Cảm giác như chăm sóc một đứa con khiến cô bé thấy cực kỳ thú vị. Ăn chán thì nó quay đi và đến sau một cái cây gãy mà ngủ. Đêm đó, Match mơ về việc cô bé nếu trốn thoát và trở về thì lại thấy cảnh hai đứa trẻ còn lại bị hiến tế, và rồi Parona cùng dân làng đã quay lưng với cô bé thì Match đã tỉnh lại. Bản thân thì lo sợ về việc xảy ra trong mơ nên Match đã chủ động lên đường trở về, nhưng nó khi tỉnh lại thì không thấy Match nên đã bám theo cô bé. Cô bé đã ném trái ra để nó đi hướng khác nhưng nó vẫn bám theo Match hết lần này đến lần khác nên cô bé càng cảm thấy bản thân như mẹ của nó. Match sau đó đã dạy nó cách cầm đồ ăn, nhưng nó vẫn cứ thả xuống đất và ăn như cờ hó. mắt thấy nó như một đứa trẻ nên quyết định đặt cho nó cái tên là Fuji, có nghĩa là bất tử. Hai tên lính lúc này đang canh chừng Parona để đợi Hazase trở về. Nhưng Parona đã nhân lúc chúng mất tập trung mà lấy con dao giấu trong giày ra để cắt dây chói, và ở gần đó. Con gấu từng và chết Fuji đã mò đến, ngay lúc Parona vừa cắt được dây chói thì con gấu đã xuất hiện với cơ thể khổng lồ. Mũi tên chẳng là gì với nó và nó cứ thế táp chết một người lính một tên đã bỏ chạy và con gấu thì lại nhắm vào Parona, cô kịp thời cắt xong dây và bỏ chạy. Nhưng con gấu đã lùa cô đến vách núi và khiến cô rơi xuống dưới, trong lúc đó thì Hazase cũng đã tìm được Match đang đi cùng Fuji. Parona thì may mắn được những cành cây đỡ nên không chết mà rơi xuống cái ao nơi Match tìm thấy Fuji, còn Match lúc này đã tạm biệt Fuji để cùng Hazase trở về. Nhưng chứng kiến cảnh Match rời đi thì Fuji dường như đã tiến hóa. Nó dần học được điều quan trọng nhất của con người, chính là cảm xúc. Barona vừa đi vừa thấy hoa quả bị cắn lăn lóc trên đường nên đã chạy theo. Cô vô tình gặp được Fushi trên đường và hỏi nó về match. Nhưng Fushi vẫn chưa học ngôn ngữ nên chẳng thể trả lời được. Cô nhận ra hướng Fushi đang đi chính là hướng về tế đàn. Còn match thì được Hazase có ăn một khối gì đó có vẻ là thuốc. Hazase thắc mắc về Fushi thì những người lính đã gọi nó là con quái vật mà họ thấy. Đột nhiên tên lính ban nãy tìm đến và cho biết họ đang gặp nguy hiểm với con gấu. Theo lời chúng thì con gấu đó chính là vị thần mà chúng đang muốn hiến tế match cho nó đám lính sợ chết đòi về nhưng Ha muốn đi tiếp và dùng đường vòng để đến tế đàn. Còn Match ăn xong cục thuốc thì lăn ra ngủ. Cô bé sau đó bị Ha đưa đến tế đàn. Cô ta và quân lính đã vào trong và dọn sạch xương của vật tế trước và đặt Match lên rồi trói lại thật chặt. Cô ta sau đó nghe tiếng động lớn đang tiến đến. Đó chính là con gấu khổng lồ kia. Nó đã xông vào đây và ngay lúc này thì Parona cũng chạy vào. Ha mặc kệ vì Parona cũng sẽ thành một con mồi nữa cho con gấu. Parona đã cố dùng dao để cắt dây trói nhưng dao của cô không đủ sắc để rồi con gấu tiến đến và đưa tay vào cho cô một cú bay ra đúng lúc này thì fushi đi vào hazase mặc kệ mà đóng cổng lại nhưng khi nhận thức ra fushi thì cô ta cùng quân lính đã lên trên tường thành xem thử họ thấy cảnh fushi bị con gấu ngoạm đầu nhưng nó đã dùng chân để đẩy hàm con gấu và thoát ra ngoài nó sau đó hóa về dạng sói và bắt đầu lao lên cắn xé con gấu con gấu dù có tấn công thế nào thì fushi vẫn hồi phục lại được nó sau đó cắn vào cổ con gấu khiến nó đau đớn và ném fushi ra nhưng fushi tiếp tục quay lại và né đòn từ con gấu và leo lên cắn vào mũi nó Fuxi nghiến chặt khiến con gấu đau đớn hơn mà xé xác Fuxi. Nhưng một sinh vật bất tử thì Fuxi chẳng hề hấn gì và rồi cắn đứt mũi nó. Con gấu vùng vẫy trong vô vọng và rồi ra đi. Chiều hôm đó, mắt đã tỉnh lại và không biết chuyện gì đã xảy ra. Haza đột nhiên đi đến và dùng cây kích cắt đi dây chói của mắt và cho cô bé và Parona lựa chọn. Một là chết ở đây hai là theo cô ta về đất nước và chấp nhận việc bản thân sẽ rời xa ngôi làng kia. Parona đã chọn đi theo cô ta nên cô ta cho người vác cả con gấu lẫn Fuxi đi theo Fusi sau đó đi đến trước mắt và Parona vẫn e sợ Fusi vì sự nguy hiểm của nó. Nhưng nó chỉ cúi xuống ăn quả mà Match đánh rơi và mở miệng nói lời cảm ơn đã được Match dạy trước đó, năm xưa. Parona từng bị chọn làm vật tế, nhưng chị gái cô đã lừa cô trốn vào một cái cây và ăn thức ăn được chị chuẩn bị để sống qua ngày. Sau một tuần, Parona đã trở về làng và bị người trong làng khinh miệt. Vì cô đã trốn khỏi bị hiến tế và khiến chị gái của mình phải đi tế thay. Cô đã bị mọi người dùng bỏ và đuổi khỏi làng, trong cơn cùng cực. Cô đã chạy đi và nhìn thấy bàn chân đứt lìa có vẻ là của chị gái khiến cô vô cùng hoảng sợ, quay về thực tại. Cô không biết chị cô ngày đó đã có vẻ mặt ra sao khi đối mặt với cái chết. Họ vẫn đang trên đường về lại đất nước của Hazase, Match thì vẫn bận bịu với việc cho Fushi ăn và dạy nó nói. Barona nhận ra bà lão đã chọn Match lần trước, nhưng bà ta đã cho họ thấy việc bà là một phạm nhân. Thật ra tại vùng đất này có hai tộc người. Ngôi làng của Match là tộc người Ninan, còn của Hazase là tộc người Janome. Tộc người Janome đã luôn âm mưu chiếm đất của tộc Ninan nhưng ngoài mặt thì người Giano mê lại làm ra vẻ mặt muốn giúp người Ninan thực hiện nghi thức và dùng một phạm nhân như bà để lừa họ và nhúng tay vào nghi lễ hiến tế và rồi dần dần người Ninan sẽ bị người Giano mê xâm lược về mặt tinh thần mà không hề hay biết parona thấy ghét người Ninan vì họ sẵn sàng vứt bỏ máu mủ chỉ để nghe theo cái gọi là tín ngưỡng parona quyết tâm phải chấm dứt cái thứ hủ tục này nhưng bà lão cho rằng đó là điều không thể vì người Ninan đã dùng đạo đến mù quáng Fuji sau đó tè ra xe buộc xe phải để họ xuống tắm Lúc Match dẫn Fushi xuống thì nó đột nhiên nhớ lại hình ảnh của chủ cũ mà biến về dạng người. Match giờ mới nhận ra con chó đi theo từ khi nào giờ lại là Fushi. Parona cũng bất ngờ khi Match có quen biết với sinh vật bất tử này. Parona tự hỏi liệu Fushi có thể tìm được ý nghĩa cho cuộc đời dài đằng đẵng này của nó hay không. Tôi đến thì Hazase đã thành công đưa họ về đến đất nước của người Janome. Nơi này tiên tiến và hiện đại hơn hẳn ngôi làng của Match. Hazase cho họ ăn gì tùy thích còn cô sẽ trả tiền. Đang vui thì Match nhớ đến bố mẹ mà buồn hẳn. Đột nhiên gần đó có một tiệm gửi thư tín. Match đã vào và muốn gửi thư về cho bố mẹ, nhưng khi biết bố mẹ cô bé ở Ninan thì ông chủ hơi ái ngại. c cho biết người Ninan đều bị mù chữ nên có viết thì bố mẹ Match cũng chẳng đọc được. Match đã lấy tay in mực lên giấy và như này thì bố mẹ cô bé sẽ hiểu. Nhưng giờ địa chỉ cụ thể của bố mẹ cô bé ở đâu thì chẳng ai biết, vì ở Ninan có hơn 40 làng thì biết nơi nào mà gửi. Parona quyết định giữ bức thư này và khi nào biết được địa chỉ thì họ sẽ gửi lại. Họ sau đó đã đi ăn tối thì c đã phải chỉ họ cách ăn bằng đũa là như nào. Fuji đang ăn mấy cái xiên kẹo thì bị cây tăm chọc vào miệng mà chảy máu. Nhưng ngay sau đó thì nó đã học được cách ăn đúng, đột nhiên Match và Parona đều thiếp đi. Quả nhiên Hazase đã có âm mưu gì đó, cô ta sau đó đã đưa Fuji đến trước cấp trên và báo lại việc nó đã hạ được thần gấu. Để xem thử sự bất tử của Fuji thì chúng đã đưa một tên tội nhân vào để đâm Fuji. Fuji nhanh chóng hồi phục và tạo ra một cây cọc đâm lại vào vai tên nó. Fuji giờ lại học được thêm từ đau và tiếp tục bị hành hạ. Bị tấn công, nhưng nó đã nhân cơ hội hóa thành sói mà chạy thoát thì bị Hazase bắn cho một mũi tên mà gục lại giữa đường. Cô ta sau đó ném Fushi vào chỗ Match để cô bé trấn an Fushi lại. Match đã kéo mũi tên ra cho Fushi và tìm thử Parona. Cô chị thì ở tầng trên và nhờ Match cột mũi tên vào dây đưa lên cho cô. Cô cũng nhờ Match lấy ít lông của Fushi gửi lên đây giúp. Fushi đột nhiên chạy đến góc buồng giam và rồi đào đất để ra ngoài. Cả hai thấy con gấu bị để ở đây và có vẻ như nó chưa chết mà chỉ kiệt quệ sức lực do bị thương. Match nhận thấy lưng nó chỉ toàn mũi tên và muốn chữa cho nó. Đột nhiên Ha C quay lại và cô ta không kiếm được ai dám trông chừng con gấu. Thế là bắt gặp Match và cô ta giao con gấu cho cô bé trông chừng luôn vì cô bé dù có bị con gấu ăn thịt cũng chẳng sao. Những ngày sau đó, Match vừa trông chừng con gấu, vừa chăm nom cho Fuji. Còn Parona trên kia thì đang lập kế hoạch bỏ trốn. Cô sẽ giúp bà lão kia thoát ra và rồi cùng bà đánh gục lính gác để đưa Match rời khỏi đây. Cô muốn lấy ít da và lông của con gấu để đưa về làng và chứng minh cho làng thấy họ không cần cái nghi lễ hiến tế nữa. Match đã rút được hết mũi tên trên người con gấu ra và trở thành một người bạn với nó. Cô tin là con gấu rồi sẽ trở về nơi nó thuộc về và không bị con người tấn công nữa, thế nhưng một tiếng cảm ơn vang lên và con gấu đã chính thức ra đi. Barona biết việc đó nên quyết định phải hành động sớm, đêm đó cô đã trèo ra ngoài để đến lấy bằng chứng từ con gấu trước khi xác nó bị đưa đi vào ngày mai. Cô đang leo thì bị trượt chân rơi xuống nhưng đã kịp cột dây để đề phòng từ trước. Nhưng dây đã bị đứt khiến cô buộc phải nhanh chóng đu xuống cái nhà kho gần đó. Cô sau đó thành công rơi được xuống nhà kho nhưng lại bị một tên lính bắt gặp hắn định giở trò với cô thì ngay lập tức bị cô đánh trả và cướp lấy đồ. Parona sau đó ở trong trang phục của tên lính và tìm đến Match để đưa cô bé và fushi đi. Cô mở khóa cửa phòng giam cho Match và không quên mở cho cả bà cụ kia. Cô sau đó dẫn họ đến lối thoát từ con mương này và bảo bà cụ dẫn Match đi trước. Match nhìn xem Parona định làm gì thì thấy cô đang định hại con gấu thì cô bé đã yêu cầu Parona dừng tay. Cô bé không chấp nhận để Parona làm vậy dù cô cho rằng con gấu đã chết. Nhưng Parona cần một ít da của nó để chứng minh với dân làng và để họ không bao giờ đem con nít đi hiến tế nữa. Parona cố giải thích cho Match hiểu rằng việc cô đang làm là giúp con gấu làm việc tốt, nhưng Match một mực cứng đầu không chịu. Parona cũng chẳng muốn dòng dài thời gian ở đây nên đành chiều theo Match và cùng cô bé rời đi. Cô thấy giờ chỉ còn cách nói mùng cho dân làng hiểu. Trên đường lên xe ngựa bỏ trốn, Match đã nói ra những dự định cô bé muốn làm khi được lớn lên và cô bé tin dân làng sẽ vui khi gặp lại cô bé. Đường đi có vẻ sóc hơn nên bà cụ muốn đổi người lái. Xe cũng bắt đầu bị cháy một góc nên Parona phải đứng ra dập lửa, đột nhiên cả xe bị tấn công và Parona đã có đồ trong tay để chặn mũi tên. Cô lấy cung ra bắn trả nhưng chẳng ăn thua và Hazase đã ra điều kiện là chỉ cần họ giao Fushi ra thì cô ta để họ sống. Hiển nhiên là Match không chịu nên quân lính đã nhảy lên tận trên xe, Parona buộc phải chiến đấu và rút hắn rơi khỏi xe. Còn Match thì muốn giúp ích nên đã lao ra chặn mũi tên cho Parona, ngay giây phút đó thì cảm xúc đã dâng trào trong Fuji. Nó nhảy ra và biến thành con gấu rồi và cho Hazase một phát, Fuji sau đó đi càn khắp thị trấn, còn Parona nhận thấy Match đã bị thương quá nặng, cô đã cố băng lại vết thương để cầm máu cho Match, nhưng một vết thương như này là quá sức đối với một đứa trẻ, Match đã thiểu thào những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt ra đi. Parona đã cực kỳ đau khổ, vì từ khi cô đến làng, cô luôn sống một mình cô độc và Match là đứa trẻ và là người duy nhất chịu tiếp xúc với cô. Cô bé luôn xem bản thân và Parona là bố mẹ của đám búp bê, nhưng giờ đây thì Match đành để Parona làm mẹ thay cho cô bé. Bà cụ chỉ biết đánh xe đi tiếp nhưng Parona đã ôm lấy Match và nhảy khỏi xe. Cô tìm đến Fushi và nó đã hóa về dạng người để xem. Parona đã đến trước Ha Hazase và cầm một mảnh vũ khí lên để định xử cô ta. Match lúc này bắt đầu nhìn thấy cảnh bản thân đã về nhà cùng bố mẹ, được trở thành người lớn nhưng cô bé lại không thấy Fushi ở đâu. Và rồi cô nhận ra bản thân đang ở trước thị trấn đổ nát do Fushi gây ra. Phía trước là cảnh Parona đang chĩa mũi giáo và Hazase. Cô bé cố gọi Parona nhưng âm dương cách biệt khiến Parona chẳng nghe được gì. Và Parona nhận thấy bản thân không thể sống thiếu Match nên cũng dự định đi theo cô bé. Match đã cầu xin Parona dừng tay và cố gọi Fushi giúp. Dường như Fushi nghe được nên đã đưa tay cản Parona lại và rồi hóa gấu để đưa cô đi. Parona sau đó đã được Fushi đưa về lại ngôi làng. Ai nấy nhận ra Fushi chính là thần gấu mà họ tôn sùng nên đã hơi e sợ. Đột nhiên Parona đi đến và bố mẹ của Match không biết cô đã biến mất ở đâu suốt nửa năm. Cô đã giao lại bức thư của Match cho họ cùng với di thể của cô bé. Bố của Match tự trách mình khi là một người cha mà lại không đứng ra bảo vệ cho con gái. Họ sau đó nghe tin người của Zano mê tìm đến nên Parona đã biết là chúng đuổi theo Fushi nên cô đã bảo nó trốn đi. Nó dường như hiểu được lời cô mà cũng buồn buồn mà hóa sói rời đi. Parona sau đó phát hiện Hazase đang lần theo Fushi nên cô đã lấy mũi tên mà ả à bắn Match để bắn lại ả. À. Cô thật sự muốn lấy mạng ả à nhưng đã bắn hụt vào tay. Sau khi chứng kiến cái chết thứ hai ngay trước mắt, Fushi đã thay đổi rất nhiều. Fuji đã đi tiếp để thu thập sự kích thích mới nó dành phần lớn thời gian ở dạng sói để quyết định hướng đi dựa theo mùi nó không thích biến thành gấu do hình dạng đó chỉ mang lại đau đớn nó thi thoảng biến thành dạng người nhưng rồi cũng chẳng để làm gì khi đói thì nó biến thành hình dạng của mắt để leo lên cây hái quả và rồi nó tìm được một mùi quen thuộc mùi của bà lão kia nó đi đến trước bà lão và bà cho rằng họ đã bỏ đi giữa chừng khiến bà bị lạc và phải đi ăn xin người ta để sống bà nghĩ là mắt chưa chết cho đến khi thấy fuji đi vào và nhìn vào vết máu của mắt rồi hóa lại dạng của cậu thiếu niên thì bà mới biết đây là fuji Fuji sau đó tiếp tục đi trong vô định nên bà đã bám theo, do đã đói được vài ngày nên bà đã kiệt sức khi cố bám theo Fuji. Bà nhìn cái đùi của nó mà thèm nên chạy lại cắn thì nó hóa sói mà gầm gừ. Nó sau đó hóa mắt và nhảy lên cây rồi hái quả ăn một mình. Bà cũng muốn ăn nên nó đành ném xuống cho bà và rồi leo xuống mà yêu cầu bà cảm ơn, bà cũng cảm ơn cho nó vui và khi thấy có bản đồ, bà lão đã lấy giấy ra để vẽ lại. Fuji có vẻ hứng thú với chữ viết nên bà đã chỉ nó cách viết chữ và muốn nó đi theo bà và bà sẽ chỉ nó biết về chữ viết và cách sống như một con người. Bà lão sau đó đã chỉ Fushi cách viết tên của những người mà cậu đã từng gặp và bà tên là Ozan. Bà đã chỉ Fushi cách gọi mọi thứ xung quanh, cách uống nước như một con người, cách ăn như một con người, cách nói ngon sau khi ăn thay vì cứ là cảm ơn. Cả hai bà cháu vừa đi vừa học và rồi cũng đến được một ngôi làng trải ven biển. Fushi giờ đây đã biết cách hỏi và cũng nhớ những từ mà nó đã học qua. Fuji giờ đây đã nói chuyện nhiều hơn và rõ ràng hơn. Nó cho bà Ozan biết việc nó muốn trở thành người lớn như mong muốn của Match. Trước khi đến đây, nó đã luôn đi một mình cho đến khi gặp một người cho nó ăn. Tuy nó không biết tên nhưng lại nhớ rõ người đó và giờ đây thì dùng hình dạng của người đó để sống. Và đêm đó, bà Ozan nhận thấy họ đã đến được quê nhà của bà. Đất nước thường xuyên xảy ra chiến tranh với Janome. Bà dự định nghỉ lại đêm nay trước khi đến nhà người quen của bà. Đêm đó đang ngủ thì đột nhiên Fushi bị một sinh vật siêu nhiên gì đó tấn công và xiên quanh người. Nó sau đó hóa lại dạng sói và thấy sinh vật đó đang biến thành dạng người thiếu niên đột nhiên thời gian bị ngưng lại và một thực thể tâm linh đã cho fuji biết hình dáng đó là của nó và nó đã bị sinh vật kia cướp mất nên nói dễ hiểu thì đó là kẻ thù của fuji và nó cần chiến đấu để lấy lại hình dạng kia fuji sau đó đã lao lên tấn công và thực thể kia đã cho nó biết là sinh vật này có một chiếc lõi và nó tồn tại với mục đích là cướp đi các dạng biến hình của fuji dạng sói sau đó bị con quái đâm được và cướp đi nốt buộc fuji phải đổi sang dạng gấu để đánh con gấu tuy to nhưng cũng thành công tóm được con sói và cố bóp chết nó nhưng nó đã đâm vào tay fuji và toan lấy luôn hình dạng gấu nhưng fuji đã cố làm nhanh nhất có thể và khiến lõi của sinh vật này lộ ra nhưng nó đã lấy được dạng gấu buộc fuji phải dùng hình dạng của mắt để chạy trốn nó đã leo lên cây và rồi nhảy vào chỗ chữa lõi của sinh vật kia và cố kéo ra nhưng sinh vật này đã dùng những nhánh cây để kéo fuji ra có điều việc này cũng đã phần nào giúp nó kéo được lõi ra khỏi cơ thể của sinh vật này khiến nó ngừng hoạt động mà chết khô các hình dạng được cho trả lại cho fuji nó thắc mắc thực thể đây là gì thì ông ta chính là người đã tạo ra fuji với mong muốn thay đổi thế giới Tuy nhiên những sinh vật như vừa rồi là bị đầy đến để ngăn cản Fushi. Cả hai sẽ còn gặp lại và bây giờ tốt nhất là nó nên tận hưởng. Bà Ozan không biết thứ vừa rồi là gì và Fushi cũng chẳng nói cho bà biết. Sáng hôm sau Fushi cùng bà Oza đã đến nhà của người yêu bà và gặp một cậu nhóc kỳ lạ đội một chiếc mặt nạ trông như con thần lằn, quay về khoảng thời gian trước đây. Có hai anh em tên là Shin và Gugu. Cả hai luôn ao ước là có thật nhiều tiền để thực hiện mơ ước là sống trong một dinh thự khổng lồ, buổi sáng thường ngày. Gugu đến chợ địa phương để bán rau mà ông chủ đưa cho, tại nơi này cậu bé luôn bị thu hút bởi một cô bé tiểu thư trạc tuổi mà cậu không biết tên kết thúc phiên trợ gu gu trở về lều và bắt gặp xin đang nói chuyện với ba người lạ mặt mà anh cậu tự nhận là bạn của mình anh nói sao thì cậu nhóc đành nghe vậy cậu nhóc sau đó kiểm tra hộp tiền thì phát hiện ra nó đã bị thiếu và nghi ngờ là anh trai lấy nhưng gu gu không thể nghi ngờ người thân duy nhất của mình nên cậu nhóc đành giấu hộp tiền ở một thân cây gần đó rồi lủi thì đi ăn bánh một mình cùng với chú chó lang thang cậu nhóc tìm được ngày hôm sau gu gu bắt gặp lại chú chó hôm qua bản thân cho ăn cùng lúc đó gugu cũng nghe tiếng ai đó đang gọi chú cún lần theo thì cậu gặp cô bé tiểu thư mà bản thân thích thầm cậu nhóc cho trả chú chó lại cho chủ nhân và được cô bé đền ơn bằng một chiếc nhẫn vàng nếu bán thì tiền ăn cả đời cũng không hết nói hơi quá rồi đấy gugu sau đó quay về mừng rỡ với chiếc nhẫn trong tay thì cậu nhóc chợt nhận ra hộp đựng tiền đã trống trơn và chỉ còn lại lá thư trong đấy còn xin thì đã biến mất không một dấu vết lang thang buồn bã trên đồi gugu đã nhìn về hướng xe chở gỗ và tự nghĩ rằng bản thân có nên lao vào đó để chấm dứt tất cả hay không Đột nhiên một khúc gỗ rơi khỏi xe và xém nữa đập trúng Gugu khiến cậu nhóc bỏ luôn cái suy nghĩ dại dột ấy. Người lái xe đã xuống xin lỗi và nhờ cậu nhóc trông coi khúc gỗ để anh ta tìm người trợ giúp. Tuy nhiên khúc gỗ ấy bắt đầu trượt xuống đồi ngay dưới kia là cô bé Tiểu Thư đang hái hoa. Gugu đã nhảy tới đẩy cô bé ra xa để cứu cô còn bản thân thì cùng khúc gỗ rơi khỏi ngọn đồi. Bi thảm hơn là khúc gỗ lớn đấy lại đè trúng mặt của cậu bé Gugu. Gugu sau đó cũng biết tên của người con gái mình thích là Jin khi nghe bố cô bé kêu cứu trên kia còn gugu thì nằm dưới khúc gỗ và chẳng được ai đếm xỉa đến cậu nhóc nằm đấy đến tối thì được một ông lão bán rượu gần đó tìm được và đưa về chữa trị khi tỉnh lại gugu thấy khuôn mặt của bản thân đã bị hủy hoại hoàn toàn vì vậy nên cậu nhóc đã đội lên chiếc mặt nạ này để che đi khuôn mặt xấu xí của bản thân quay về thực tại lúc fuji và bà Ozan đi vào nhà thì đã gặp gu gu bà Ozan sau đó đã dẫn cả hội ra ngoài để trình diễn khả năng của fuji cho ông lão bán rượu xem Gugu thấy cực kỳ thích thú với khả năng của Fuxi nên đã mở lời kết thân và dẫn Fuxi đi tham quan. Lúc ăn tối, bà Ozan và lão bán rượu đã bàn về cách tận dụng Fuxi để kiếm tiền, nhưng Gugu đã đứng ra bảo vệ cho Fuxi vì cậu nhóc đã thân và xem Fuxi như một người thân trong gia đình. Chiều hôm sau, cô bé Jin được Gugu cứu ngày đó tìm đến, nhưng cô bé đến là để mua đồ. Cô bé thấy thích thú và muốn được biết tên của đằng ấy. Gugu nghĩ là bản thân được Grad để ý nhưng người cô bé để ý lại là Fuxi. Tối đó, Gugu nằm khóc lóc và trong cơn sầu Ông lão xuất hiện và khuyên cậu nhóc trả đời dần đi cho quen, muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Nói có vậy thôi mà thằng nhỏ đột nhiên như có một tia hy vọng mới và liền chạy ra tập luyện hì hục, cả hai ông bà lão và fushi thì chỉ biết cười với sự ngây thơ này của Gugu. Sáng sớm hôm sau, Jin đã vào cửa hàng rượu để xin ông lão để được vào làm việc ở đây, thấy nhỏ đã xin còn làm không công thì ông lão liền đồng ý luôn. Hẳn ai cũng biết lý do nhỏ chấp nhận vào làm là vì thanh niên bất tử đẹp trai nào đó, tối đến trong giờ cơm Ông lão đã căn dặn Fuxi đừng sử dụng năng lực trước mặt Jin kẻo mất công dân nơi này lại bị người ta chú ý, khi đang dọn dẹp rửa chén, Gugu cùng Fuxi phát hiện được điều là nếu đồ vật nào làm Fuxi bị đau thì cậu có thể mô phỏng lại những dụng cụ đó. Tất nhiên chỉ là những đồ vật có hình dạng chứ mấy thứ vô dạng như lửa thì không, có điều Gugu cắt tay Fuxi làm cậu đau đến mếu cả mặt. Gugu đã chỉ Fuxi là nếu đau và không thích thì cứ nói ra để người khác biết. Sáng hôm sau, Jin đến hàng rượu để tìm Fuxi và cực kỳ tiện thể hỏi luôn Gugu cách để làm lành vết sẹo trên tay cô. Gugu đã chạy đi tìm ông lão để hỏi cách chữa cho Crack. Thế là ông lão bèn lấy rượu thuốc bên trong người của Gugu ra. Lão ta cho biết lúc phẫu thuật để cứu sống Gugu thì ông ta đã cấy rượu vào bên trong nội tạng của Gugu khiến cậu nhóc vừa tức giận và vừa gây rợn. Với sở thích kỳ quái của lão mà ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi này, cậu bỏ đi nhưng trong nhà chẳng có ai chịu đi tìm cậu. Fuji dù là người khá thân với Gugu thì cũng chẳng muốn tìm, hẳn là vì vẫn dỗi vụ Gugu đã làm đau mình nhưng giờ không có gugu thì sẽ chẳng ai làm việc nhà nên fushi đành quyết định là sẽ thay thằng gugu làm việc nhà luôn cơ mà cách nấu ăn kiểu không giống dành cho con người ăn của fushi thì khiến ai cũng e ngại trong khi đó gugu miệt mài đi kiếm việc mới và mặc kệ những lời đồn rằng cậu là quái vật từ người dân nơi đây gugu đã tìm về ông chủ cũ trước đây và được ông ta đồng ý thuê lại không những cho việc mà ông chủ còn cho gugu ở lại nhà của ông nhưng đứa con trai của ông lại tỏ ra căm ghét bản mặt như quái vật của gugu nên gugu cũng biết điều mà từ chối chung sống cùng ông Do đã mang tiếng nên Gugu đã bỏ cái mặt nạ ra để họ thấy khuôn mặt đã bị biến dạng của cậu nhóc và chấp nhận việc bản thân là con quái vật luôn. Trong lúc đó thì bên Fuji có vẻ không suôn sẻ lắm. Fuji thấy bản thân lâu nay làm sói vẫn chưa đủ nên là nó chuyển qua làm báo luôn cho vui. Fuji báo từ nhà ra ngoài dụng khi quốc kiểu gì mà quốc nát hết khoai của ông lão. Fuji còn báo luôn cả trong bếp. Nhưng Fushi cũng sớm biết bản thân làm chẳng được gì nên thân nên đã nhờ bà Ozan hướng dẫn cách làm việc nhà. Bà cụ bảo Fushi tự đi kiếm Gugu mà kêu cậu nhóc đó chỉ. Jin sau đó đưa trà vào và hỏi lý do bà không giúp thì bà cho rằng là không nên nung chiều Fushi quá. Bởi phải để vậy thì mới giúp nó thành người. Còn Gu Gu lúc này thì thật sự rất tội nghiệp. Sau khi bỏ mặt nạ ra thì dân chúng xung quanh luôn cười nhạo cậu nhóc. Đã thế cậu nhóc còn bị con ông chủ tìm đến tận lều mà miệt thị. Con ông chủ kêu cậu bé hãy tránh xa cha nó ra vì cậu nhóc đang mang tiếng xấu đến cho cha nó. Gu Gu vì không muốn làm ảnh hưởng những người tốt với bản thân nên cậu nhóc đã bỏ đi. Cậu cố tìm kiếm việc nhưng mà ai nấy khi thấy mặt cậu nhóc thì đều sợ hãi mà buông ra lời cay nghiệt khi chỉ còn vài đồng trong tay. Gugu đã nhớ tới chiếc nhẫn mà Jin tặng và đem đến tiệm cầm đồ, nhưng rồi khi đến phút chót cậu lại đổi ý không bán nữa. Đang lang thang trên đường thì Gugu gặp lại người anh khi xưa bỏ rơi mình. Cậu nhóc tốt bụng đã trao lại cho xin chiếc nhẫn rồi bỏ đi với hy vọng anh mình có thể làm lại từ đầu. Đang ngủ trong túp lều để trú mưa thì Gugu đột nhiên bị hai tên lạ mặt bắt giữ vì chúng nghĩ thằng nhỏ có thể bán được giá. Đúng lúc này thì Fushi xuất hiện giải cứu bằng hình dạng con gấu mà dọa bọn chúng chạy mất dép. Thế là Fushi và Gugu đã làm hòa với nhau, Fuji cùng Gugu sau đó đã dùng dạng gấu để đi dọa người khắp làng khắp xóm. Fuji đã hỏi cậu nhóc khi nào về nhà lão bán rượu thì nhóc ta lại không muốn trở lại vì vẫn còn dỗi chuyện mà lão đã làm với bản thân. Do nhiều ngày chưa ăn uống nên Gugu đã ngất xỉu rồi được Fuji đưa về lều. Fuji đã tạo ra được kha khá đồ ăn cho cậu bé bằng cách kích thích tiềm thức. Kích thích càng mạnh thì ký ức càng được khắc sâu nên chuyện mô phỏng ra đồ ăn càng dễ dàng hơn. Sau khi được ăn no nê thì cả hai tâm sự với nhau. Gugu kể rằng cậu bé từng được sống trong một ngôi nhà sang trọng đầy áp đồ ăn với ba mẹ và hai cô em gái. Cứ như thế cậu nhóc có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình. Nhưng rồi một ngày nọ, do tính chất công việc nên gia đình ấy đã chuyển đi và bỏ Gugu cùng Xin ở lại. Thật ra người mà Gugu tưởng là gia đình hóa ra chỉ là chủ thuê của hai anh em người luôn bên cạnh và nuôi nâng cậu từ lúc sơ sinh tới lớn chỉ có Xin mà thôi. Nhưng mà cuối cùng Xin cũng bỏ cậu mà đi. Nhưng mà giờ đây Gugu có Fuji. Cậu bé xem Fuji còn hơn cả người nhà cậu còn ước nguyện là khi bản thân chết thì Fushi hãy hóa thành hình dạng này để mãi luôn nhớ về cậu nhóc. Chiều hôm ấy, Jin tìm đến được chỗ của cả hai bằng con cún của mình. Cô nhóc cho biết là ông lão đã tự kiểm điểm lại mình và rất muốn Gugu quay về, nhưng vì đã làm mất mặt nạ lên Gugu sợ bị dân làng cười chê nên cậu bé vẫn chưa chịu rời đi. Nhưng Fushi bảo đấy là chuyện nhỏ và rồi chạy đi kiếm dùm cho Gugu. Nói xong thì Fushi vọt đi và để Gugu xấu hổ ở lại với Crash. Thấy Gugu cứ ngại ngùng không chịu nói gì thì Jin đã mở lòng tâm sự. Thật ra cô bé không thích gia đình của mình. Cô lúc nào cũng chịu sự kèm cặp của ba mẹ và không có phút giây nào là được tự do nên cô hay trốn nhà đi bụi. Sau đó Jin đã đưa cho Gugu cái mặt nạ mà cô hay dùng để đội lúc trốn ra ngoài và nói cho dù Gugu có là bất cứ thứ gì thì cô bé sẽ luôn sẵn sàng mở lòng tìm hiểu cậu. Nghe Krat nói đến thì Gugu cũng chẳng thể trốn mãi trong lều được. Fuji thì lặn lội mãi cuối cùng cũng tìm được cái mặt nạ của Gugu ở dưới ao. Đồng thời cậu cũng gặp người đã tạo ra bản thân. Ông ta cảnh báo Fuji là đừng có thấy yên bình mà nghĩ trời không bão vì kẻ thù lúc nào cũng chờ đợi để tấn công nó. Còn ở bên kia, sau khi Gugu Gu giải thoát cho Jin khỏi tên lính mà gia đình thuê để đem nhỏ về thì cả hai đã hội ngộ lại cùng với Fuji. Gugu đổi lại mặt nạ của mình rồi đưa cái còn lại cho Jin vì cũng không muốn người khác chú ý đến cô bé. Đi được một đoạn thì cả nhóm bị người hầu thân cận của Jin bắt gặp. Chăm sóc từ nhỏ tới lớn chẳng lẽ nhỏ đội cái mặt nạ mà bà lại nhì không ra. Gugu Gu không để bà ta đưa Jin về nên đã nắm tay cô bé mà chạy vào rừng. Còn Fuji biến thành match để đánh lạc hướng bà người hầu cho cả hai đứa trốn thoát và như lời người sáng tạo cảnh báo, sau cuộc chiến lần trước thì dường như Fushi chẳng rút ra được kinh nghiệm gì, lần này kẻ thù bí ẩn đã trở lại và tóm gọn Fushi. Nghe thấy tiếng kêu cứu từ ba người hầu của Jin nên cả hai đứa nhóc đành quay lại kiểm tra và thấy kẻ địch đã cướp đi nhân dạng match của Fushi. Khi đối diện với kẻ địch, Gugu bị nó tấn công thì đã được Fushi lao ra chặn đòn, con quái vật tung dây chói cả hai buộc Fushi phải hóa dạng gấu để tung sức giải nguy. Nhưng con quái sau đó đã quấn và ném Gugu đi rồi quay sang đâm Fushi và tiếp tục cướp đi dạng biến hình của cậu gugu đã cố gượng dậy cậu nhóc chóng váng ói ra rượu trong người và cây đuốc gần đó đã bén lửa đống rượu dưới đất gugu nãy ra ý định là khạc lửa để đốt cháy tên địch nhưng mà xui thay khi cậu đã nôn hết lượng rượu bên trong cơ thể ra cậu nhóc đã bảo fushi cố gắng cầm cự và rồi tức tốc chạy về nhà của ông lão để nạp cồn và rồi sẽ quay lại để viện trợ cho fushi về đến nơi thì gugu đã thấy người nhà của jin đang bắt ép cô bé rời bỏ nhà ông lão gugu bị ảnh hưởng bởi rượu thì say xỉn loạn choạng mặc kệ mọi chuyện đang xảy ra Gugu tiến đến và kêu ông lão bơm rượu cho mình để đi cứu Fuji. Kế tiếp thằng nhóc xe mềm không quên binh vực Grad mình trước mặt ba mẹ của cô bé rồi cậu dõng dạc tuyên bố người đàn ông yêu di nhất chính là bản thân đây. Sau đó thì Gugu đã rời đi và quay trở lại cuộc hỗn chiến. Sinh vật thù địch kia lúc này đã hóa thành gấu, nhưng với lượng rượu đầy áp trong người thì Gugu đã nhanh chóng khẻ lửa thiêu rụi kẻ địch bằng ngọn lửa khổng lồ. Lần theo ánh sáng thoát ra từ kẻ bại trận, Gugu đã thấy bản thể của Fuji. Fuji lúc này đã trở về hình dạng cục đá do mất hết tất cả các bản thể nhưng nhờ sự may mắn khi có Gugu giúp sức thì Fushi đã lấy lại được tất cả hình dạng mà nó đánh mất. Cả hai trở về vào lúc bình minh và sẵn tiện có gia đình Crash ở đây thì Gugu đã trổ tài nấu ăn một bữa linh đình để chiêu đãi tất cả mọi người. Ở bên ngoài, người sáng tạo đã trò chuyện với Fushi. Ông cho biết lũ đã tấn công cậu là Knocker, sự tồn tại của bọn chúng là hủy diệt thế giới này nên ông ta yêu cầu cậu là rời khỏi đây để trao dồi thêm sức mạnh. Vì bọn của Knocker khi thua cuộc thì chúng luôn học hỏi được từ thất bại và lúc nó quay trở lại thì Fushi sẽ mất tất cả nhân dạng lẫn cả ký ức và sẽ chẳng khác gì cục đá như lần trước. Fushi cố chấp bất tuân người sáng tạo do cậu vẫn còn có Gugu. Cậu tin rằng Gugu sẽ chiến đấu cùng cậu. Nhưng dường như ông ta đã biết trước được kết cục của Fushi nên ông cũng chẳng nhiều lời rồi rời đi, nhiều năm trôi qua. Gugu giờ đây đã trưởng thành thành một thanh thiếu niên cường tráng do chăm chỉ tập luyện. Nhờ học hỏi từ Gugu mà giờ đây Fushi đã biết nấu ăn rất ngon cậu cũng cao lớn hơn và nói chuyện một cách lưu loát hơn trước. Sắp tới là sinh nhật của Jin nên cô đã mời Fuji và Gugu đến tham gia. Fuji trong 4 năm vừa qua không hề biến thân một lần nào, cậu cũng tự trưởng thành và lý do cậu không biến thân là vì may mắn khi bọn nóc cơ không hề tấn công. Và thứ hai là do Fuji muốn thử trải qua cuộc sống không biến thân như nhóm Gugu. Việc đó đã khiến cậu không có nhiều sự kích thích và trải nghiệm cũng như kinh nghiệm cậu có được là không nhiều. Mọi thứ cậu có được suốt thời gian qua chỉ toàn là kinh nghiệm về cuộc sống bình thường. Đang ngồi học may thì Jin đã hỏi về món Gugu thích. Fuxi cho biết là Tôm Hùm đất nên Jin dự định sẽ chuẩn bị món đó ở bữa tiệc. Cô cũng không biết Gugu thích gì thì Fuxi nghĩ là chỉ cần Jin tặng thì Gugu sẽ thích. Jin cho biết sắp tới cô sẽ bị bố mẹ ép kết hôn với một người cô thậm chí còn chưa bao giờ gặp. Cô đã giải thích cho Fuxi biết kết hôn là gì và cô cho rằng bản thân chỉ nên kết hôn với người mà bản thân thích. Và Fuxi thấy người cô thích có vẻ là Gugu vì Gugu cũng có vẻ thích cô. Fuxi sau đó đã tặng ông lão chiếc khăn lau mồ hôi mà cậu làm cho ông. Còn Gugu ngoài kia thì vô tình gặp lại anh trai xin Xin không biết sao Gugu lại đeo mặt nạ nhưng anh ta đã đi tìm Gugu suốt thời gian qua và vui vì thấy em trai vẫn ổn. Gugu tức giận hỏi Xin đến đây làm gì? Bà Ozan thì nghe được việc anh trai của Gugu đến thì cũng ra xem thử. Xin muốn xin lỗi vì Gugu vì ngày trước đã để bị mê hoặc, nhưng Gugu cho rằng đó chỉ là bản chất thật của Xin. Chính Xin đã bỏ cậu ta lại mà bỏ đi. Xin cũng không thể chối cãi nhưng vẫn muốn trả lại chiếc nhẫn cho Gugu. Nhưng Gugu không nhận mà hất đi. Xin đã đi tìm Gugu suốt 4 năm qua. Xin đã làm việc và kiếm được thu nhập ổn định và có cho mình một cửa hàng bán nông cụ. Nhưng ước mơ xây biệt thự vẫn còn hơi xa nhưng Xin vẫn muốn được thực hiện ước mơ đó cùng Gugu. Nhưng Gugu đã từ chối vì từ khi bị bỏ rơi. Gugu đã đau khổ và giờ thì đã vượt qua được và những người bên cạnh cậu ta đến giờ là kho báu quý giá nhất với cậu ta. Một ông lão gàn dở điên điên nhưng lại là một thiên tài và là ân nhân của cậu ta. Bà ô thì vừa uyên bác vừa thú vị, Jin thì dịu dàng còn Fushi thì như đứa em trai mà cậu ta trân trọng nhất nên xin đừng hòng đưa cậu ta đi khỏi gia đình này lần nào nữa xin đành phải nghe theo em trai và để gugu tiếp tục làm việc xin đã bảo gugu khi nào cần thì cứ nhờ đến anh ta vì đó là việc duy nhất xin có thể làm cho em trai xin sau đó vào gặp mọi người và xin trả lại chiếc nhẫn ông lão cầm chiếc nhẫn và khi jin đến xem thì cô đã nhớ ra đây là chiếc nhẫn mà bố cô làm cho cô và vào lúc cô để lạc chú chó thì cô đã tặng lại chiếc nhẫn cho người tìm giúp cô con chó và tình cờ thay người đó lại là gugu mà cô thích cô sau đó cầm nhẫn ra tìm gugu và thấy cậu ta đã ngủ Cô đã đeo nhẫn vào tay Gugu nhưng tay cậu ta đã quá to khiến Gugu giật mình tỉnh lại. Jin muốn Gugu tỏ tình với cô luôn, vì ngay trước chính Gugu đã nói rằng cậu ta là người thích cô nhất ngay trước mặt bố mẹ cô. Gugu không hề nhớ lúc đó do đang say khiến cô dỗi mà bỏ đi và bắt cậu phải đến dự sinh nhật cô. Ông lão cho biết đó là tác dụng của rượu vào lời ra, ông lão thấy Gugu kiểu này toi rồi. Nhưng cũng mừng cho cậu ta, ông sau đó cho Gugu một chiếc mũ mới. Cái này được ông đặc biệt cất công làm cho Gugu để cậu ta đối phó với lũ quái vật. Chiếc mũ này cho phép cậu ta khi đóng mở ra thì sẽ kích hoạt bộ đánh lửa để cậu ta có thể phun mà không cần đuốc. Gugu sau đó đã lên đồ để đi dự tiệc sinh nhật của Jin. Ông lão nhìn Gugu và Fushi rời đi thì nước mắt cứ dâng trào. Dù Gugu chỉ đi một ngày nhưng thứ khiến ông xúc động là việc Gugu đã trưởng thành. Ông tiếc khi bản thân sẽ không thể chứng kiến toàn bộ sự trưởng thành của Gugu trước khi chết. Gugu sau đó muốn mua quà gì đó cho Jin và cậu ta nhớ đến loại hoa mà Jin đã ngắm trước đây nên đành mua một bông. Lúc đến nhà của Jin, cả hai đã đi vào và Gugu thản nhiên lấy thức ăn để vào đĩa khiến người ta bắt đầu bàn tán này nọ. Gugu thì chẳng quan tâm lắm đến mấy lời đó, Jin sau đó đi ra để chào cả hai và Gugu đã khoe về chiếc mặt nạ mới. Gugu định nói về vụ hôm trước thì Jin ngại mà lảng tránh. Cô nhận thùng rau củ từ Fushi và Gugu cũng đã lấy hoa ra tặng. Nhưng bông hoa này lại vô tình khiến Jin nhớ lại vụ tai nạn năm xưa. Gugu thấy hơi ngại vì không biết điều đó nhưng Jin cũng đã nhận và đi vào trong. Mẹ muốn vứt đi giúp Jin nhưng cô vẫn muốn giữ vì nó là do Gugu tặng. Trong lúc đó ở ngoài kia, Gugu đang bị một thanh niên bới móc vì đeo mặt nạ ở đây một cách bất lịch sự. Nhưng Gugu nhất quyết không cởi ra khiến hai bên xảy ra xô sát nhẹ và Jin đã phải ra ngoài để can lại. Bố của Jin sau đó đã giới thiệu cô với hôn phu được sắp đặt. Cô và hôn phu sắp đặt đã được cho ra ngoài trò chuyện. Gugu nhìn Jin cười đùa vui vẻ với người ta thì hơi chạnh lòng mà định bỏ về. Fuji muốn Gugu đừng vội bỏ cuộc như vậy nhưng Gugu từ lâu đã chấp nhận thiệt thòi về mình quen rồi nên cứ thế bỏ đi. Jin sau đó đã chạy đến chỗ Gugu và xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Cô sau đó đã hỏi về lý do Gugu đeo mặt nạ thì cậu đã nói ra sự thật, rằng năm đó cậu ta vì bị một thanh gỗ rơi vào đầu mà nát mặt, lý do là vì cậu ta phải cứu một người đang ở trên đường lăn của khúc gỗ đó, nhưng cậu ta vẫn cho rằng bản thân đã để lại một vết thương lên tay người đó khiến người đó phải xấu hổ, nhưng cô cho rằng vết thương của Gugu còn nặng hơn, cô đã thú nhận việc bản thân biết Gugu là người đã cứu cô từ trước nhưng giờ đây thì cô đã có được sự chắc chắn. Đột nhiên chỗ của Gugu đứng bị vỡ nát khiến Gugu rơi xuống. Đứng sáng thế đã đến gặp Fushi và cho cậu biết Knocker đã trở lại và chúng đã đâm rễ khắp dinh thự này. Fushi định đi tìm Gugu thì thấy căn nhà sắp sập xuống nên đã hóa gấu để đỡ lấy căn nhà cho mọi người chạy đi. Gugu đã bám vào một chiếc lưỡi mọc ra từ đá và được người trên kia kéo lên. Cậu đã vào trong tìm Fushi thì thấy Fushi vẫn phải giữ trần nhà do bố mẹ của Jin chưa ra được. Cậu đành đưa cả hai ra ngoài và quay lại tìm Fushi. Jin không muốn Gugu đi vào nguy hiểm nhưng cậu ta xem anh em quan trọng hơn gái gú. Gugu đã vào trong thì thấy Fushi đã về lại hình dạng 4 năm trước một con quái vật gấu đá đã xuất hiện để tấn công gugu đã phun lửa nhưng con này là đá nên không xi si nhê bởi lửa con gấu đập một cú khiến mặt đất tách đôi và khiến cả hai rơi xuống một đống trông dưới kia fuji đã biến tay chân thành mũi tên để cắm vào mặt đá mà leo lên nhưng đống xúc tu kia đang kéo mặt đất lại với nhau nên fuji đã hóa thành match để leo lên và rồi kéo gugu lên theo gugu biết lớp đá này đang bao bọc phần thịt bên trong như đống xúc tu kia nên đã cùng fuji leo lên trên kia để tìm điểm yếu gugu tìm được một lỗ hỏng và xin vào mũi tên từ fuji để đục lỗ to ra Gugu thấy phần trong lộ ra thì liền phun lửa vào trong khiến nó vỡ ra thành từng mảnh, nhưng phần nhân vẫn chưa bị hủy diệt. Nó đã cắm vào tường và chuyển phần lõi đi vào tường. Fuji lấy dao ra tấn công nhưng không kịp. Fuji và Gugu đã có hy vọng về chiến thắng, đột nhiên Fuji bị một cánh tay bóp chết và hình dạng mắt đã bị cướp mất. Gugu sắp dính đòn thì Jin đã lao vào cứu cậu. Cả hai cố chạy thì con gấu đã tấn công và khiến cả dinh thự sụp xuống hoàn toàn. Fuji lúc này đã ngóc lên được nhưng cậu đột nhiên cảm nhận được cơn đau không phải đến từ bản thân. Fuji đã biết có chuyện không lành đang xảy ra. Gugu và Jin lúc này đang ở dưới đống đổ nát. Gugu biết bản thân không còn trụ được lâu nữa. Cả hai đã hứa với nhau là sẽ cùng đi hái hoa khi thoát khỏi đây. Jin sau đó đã mở mũ của Gugu ra và thấy máu rơi xuống. Cô đã choàng lên hôn Gugu một cái và Fushi lúc này nhận ra bản thân đã có một dạng biến hình mới chính là Gugu. Cậu không chấp nhận việc một người thân thiết với cậu nữa lại ra đi. Cậu phủ nhận việc Gugu đã chết nhưng vẫn dùng hình dạng của Gugu để chiến đấu. Cậu liên tục thổi lửa cho đến khi bị con quái đánh rơi xuống biển. Nó đã lao theo nhưng việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đã khiến nó vỡ vụn và cái lõi đã trốn mất. Đấng sáng tạo cho cậu biết nó đã đi về hướng tây và giờ cậu đuổi theo vẫn kịp, nhưng cậu đã chọn ở lại đây lo liệu trước rồi mới đuổi theo. Cậu sau đó thấy người ta cứu được Jin còn Gugu thì thật sự đã ra đi. Jin đã đến đưa xác em trai về và Gugu giờ đây nhìn thấy những hình ảnh mà cậu ta mong muốn được thấy nhất về mọi người quan trọng với cậu ta. Nhưng khi nhìn thấy hiện thực là bản thân đã chết thì Gugu chỉ đành ôm lấy mọi người một lần cuối. Những ngày sau đó, Fuji quyết định sẽ lên đường để không dụ thêm kẻ thù đến nữa. Xin thì sẽ thay Gugu phụ việc ở đây. Còn Jin vừa tỉnh thì đã chạy đi tìm Gugu, cô không biết chuyện đã xảy ra nên chạy đến nhà của lão bán rượu. Gugu lúc này đã tâm sự vài lời cuối với Fuji. Đột nhiên Jin tìm đến buộc cậu phải biến thành Gugu để lừa cô. Cậu nói Fuji mới là người đã chết và đưa cô ra xem mộ, ông bà cũng hiểu mà diễn theo cậu để lừa Jin. Cô muốn đi hái hoa cùng Gugu nhưng cậu nói giờ bản thân có việc nên hẹn cô sau, còn chiếc nhẫn thì cô cứ giữ. Những ngày sau đó, Jin vẫn chờ Fushi ở đồng hoa đó và cô đã cho bố biết việc bản thân sẽ không kết hôn nữa vì cô đã có người cô yêu. Và hẳn là người đó lúc này đã đi cùng Fuji. Đúng, cô đã biết hết tất cả nhưng vẫn dối lòng để không khiến bản thân đau khổ. Fuji đã lên đường suốt 4 ngày và cậu lúc này đã gọi đáng sáng tạo ra. Cậu hỏi ông ta là giờ cậu nên làm gì nhưng ông chỉ muốn cậu mạnh lên để lấy lại phần đã bị cướp mất. Vì giờ cậu đã không còn hình ảnh gì về match. Ông rất cần cậu vì cậu là sự tồn tại đặc biệt duy nhất trên thế giới này và bọn nóc cơ cần cậu nhưng cậu cho rằng nếu bản thân trở thành một thứ vô tri thì bọn nóc cơ sẽ không cần đến cậu nữa cậu biến thành trái cây thì bị ông ta biến về lại thành người vì biến thành quả thì nóc cơ vẫn sẽ tìm đến và chơi đùa với cậu nếu cậu còn cố chấp thì sẽ bị biến về lại thành khối cầu và vĩnh viễn không thể trở lại dạng người nữa ông ta thì không phiền nhưng dám chắc là cậu thì có cậu muốn ông thích thì đi mà chiến đấu nhưng ông rồi một ngày sẽ biến mất và sứ mệnh bảo vệ thế giới sẽ là của cậu nên giờ ông ta phải đào tạo cậu bằng mọi cách có thể cậu định phản ông ta thì ông ta biến cậu về lại thành sói và bảo cậu nếu không muốn đau khổ nữa thì dáng mà mạnh lên. cậu sau đó ngửi thấy mùi quen thuộc và chạy đi thì gặp lại bà Ozan. bà đã quyết định đi theo cậu vì đã có Xin và Jin lo liệu giúp đỡ ông bán rượu. Jin đã nhận ra chuyện của cậu nên mới dễ dàng để bà đi như vậy. bà biết bản thân chẳng còn sống được lâu nên muốn nâng đỡ cậu bằng sức lực còn lại. cậu từ chối thì bà không chịu. cậu không muốn thấy ai ra đi nữa nên xin bà hãy về đi. nhưng bà cầm gậy đánh cậu vì đây là cuộc đời của bà nên bà thích làm gì thì cậu không có quyền quản cả hai bà cháu sau đó đành đi cùng nhau nhưng vẫn chưa chịu làm hòa và không chịu nói chuyện với nhau bà thì liên tục lấy đồ ăn cho cậu nhưng cậu cứ từ chối họ sau đó đến được một ngôi làng và bà ozan đã vào trong ăn một bữa nhưng fushi thì lo là nóc cơ tìm đến nên không muốn ở lại lâu cậu sau đó hỏi đấng sáng tạo về vị trí của nóc cơ thì biết nó vẫn đang ở dưới lòng đất chứ chưa hề chui lên nó ở dạng lõi thì ông không cảm nhận được nhưng khi mọc lên to lớn thì ông có thể cảm nhận rất rõ bà ozan thắc mắc cậu đang nói chuyện với ai thì cậu đã kể cho bà nghe về đáng sáng tạo cậu biết giờ chỉ có cậu mới bảo vệ được bà và dường như đáng sáng tạo cố ý để bà đi theo cậu là để cậu có lý do mà mạnh lên sáng hôm sau bà ozan thấy thèm ăn trái cây nên bảo Fushi leo lên hái cậu không leo được thì bà bảo cậu biến thành mắt nhưng cậu giờ đây đã mất đi mắt nên chỉ có những hình ảnh thoáng thoáng chứ cậu chẳng thể biến thành mắt được nữa đấng sáng tạo cho biết một khi cậu đã mất thì chỉ có lấy lại được thì mới mong được tiếp tục biến thành hình dạng đó bà ozan nghe về tình trạng của cậu thì cũng lo cậu sẽ thua khi ở hình dạng của Gugu và rồi mất luôn ký ức đó như vậy thì chẳng khác nào chết thêm một lần nữa và những ký ức của mọi người với fuji cũng sẽ biến mất và lúc đó cũng sẽ chẳng khác nào họ cũng đã chết cậu quyết không để điều đó xảy ra nên hôm sau đã nghiên cứu kỹ hơn về năng lực của bản thân cậu tiếp xúc với thứ gì thì sẽ biến được ra thứ đó nhưng với sinh vật có chi giác thì khác cậu chỉ biến được thành chúng khi chúng đã chết còn như con cua này thì khi bị bà ô nấu lên thì cậu sẽ có cảm giác đau tê tê như con cua cậu cũng có thể chỉ biến ra con cua nhưng thứ cậu biến ra thì không thể có được sự sống Bà Ozan đã hỏi cậu cách cậu thắng lần trước thì cậu kể lại và bà cho biết đó là do biến đổi nhiệt độ đột ngột và cũng mô tả lại cho cậu xem. Bà sau đó chỉ cậu đến một khu rừng chứa rất nhiều loài vật mà con người thường không bén mảng đến do rất nguy hiểm, ở đó cậu có thể kiếm được những sức mạnh mới có ích hơn. Hôm sau cả hai đã lên một con tàu để đến khu rừng đó. Nhưng vừa lên thì một cô gái đã bảo hai người chia ra hai bên cho nam và nữ riêng biệt, cả hai cũng chẳng nghi ngờ gì mà đi theo. Để rồi Fushi đã bị dẫn đến và nhốt vào một cái lồng. Trong này toàn những người có vẻ như là nô lệ và bị đóng dấu lên tay. Fuji bị đóng xong thì khá đau nhưng rồi cũng hồi phục lại, cậu lo là bà Ozan cũng bị. Cậu và mọi người sau đó bị đưa đến một hòn đảo và tên kiểm tra thấy cậu không có dấu nên nghĩ là cậu bị đưa nhầm vào đây. Cô gái ban nãy đưa bà Ozan đi đã đến kéo Fuji ra. Cậu hỏi bà Ozan đâu thì cô ta không biết, cậu sau đó đành bỏ đi và cắt đuôi cô ta. Cậu sau đó hóa sói và lần theo mùi để tìm bà Ozan. Cậu ngửi được mùi ở bên kia bức tường nên tìm cách leo qua bên kia, nhưng đào đất không được leo thì phải cắm từng mũi tên nhưng leo giữa chừng thì cậu bị gió thổi rơi xuống mà vỡ đầu cô gái ban nãy và nhóm của cô ta đã tìm thấy cậu và biết về khả năng hồi phục của cậu nên hứa sẽ giữ bí mật còn việc cậu muốn tìm ô gian thì cho cô ta xin lỗi vì cô ta đã nhầm khi tưởng cả hai là phạm nhân nơi này là đảo ngục tù và dùng để giam giữ những tù nhân nguy hiểm cậu muốn mượn cung để bắn con cú kia để bay vào thì cô ta ngăn lại vì đó là cộng sự của cô ta fuji muốn biết có cách nào để qua bức tường hay không thì đáng tiếc là không nhưng cô ta có cách để cậu đạt được quyền lực tại nơi này đó là cậu phải chiến thắng ở giải đấu này người thắng sẽ có được mọi đặc quyền trên đảo cậu không biết bản thân phải làm gì ở đây dẫn chương trình sau đó tuyên bố thể lệ là ai sống sót còn lại trên sân thì sẽ trở thành người thắng cuộc fuji nghe thì thấy dễ vì cậu không thể chết cuộc đồ sát sau đó đã bắt đầu và cậu nhìn thấy hiện thực của cuộc đấu này là giết chóc vô nghĩa ai nấy điên cuồng tàn sát nhau để trở thành người cuối cùng còn sót lại fuji không thể nhịn được mà thấy mắc ói đến sau cùng thì tên tóc đỏ này là kẻ còn sót lại nhưng fuji vẫn còn trên sân nên hắn đã phóng cho cậu một dìu vào đầu Cậu thấy nhiều người đang nhìn cậu và cậu không biết phải làm gì, vì ông lão bán rượu đã dặn cậu không được để lộ sức mạnh với người khác, nhưng cậu vẫn cần chiến thắng để đạt được mục tiêu. Thế là cậu đứng đơ đấy nên tên kia đã tiến đến và dùng mọi vũ khí hắn nhặt được để xiên vào người cậu. Thấy cậu không gục thì hắn biết cậu không hề dễ ăn nên đã khôn ngoan mà giả vờ gục để nhường cậu chiến thắng. Cậu sau đó gặp lại cô gái kia, cô giới thiệu bản thân là Tonaji và cô đã dẫn cậu đi gặp mọi người rồi tuyên bố 100 người đầu tiên muốn nói chuyện với cậu thì phải trả tiền một thanh niên không cho họ lộng quyền thì ngay lập tức bị thổi cho một phi tiêu gây mê. Tonaji đang giúp cậu gây dựng tên tuổi để trở thành trưởng đảo. Do các trưởng đảo trước đều chết chỉ trong hai tuần nên mới khiến đảo này loạn lạc lâu đến vậy. Nhưng giờ có cậu và là một kẻ bất tử thì họ có thể tận dụng cậu để cai trị và thay đổi nơi này. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn cứu Ozan rồi rời khỏi đây. Cậu sau đó bỏ đi thì Tonaji cùng đám nhóc biết về cậu cứ bám theo. Thanh niên to con này là Uzoi. Cô gái tóc đỏ này là Mia, cậu nhóc tóc xoăn này là Sande còn cô gái thổi phi tiêu kia là Oba. Họ đã dẫn cậu đi tham quan và cho biết nơi này có ba nhà thờ được dựng lên đều lừa với con người bên ngoài rằng nơi đây vẫn có sự phù hộ của Chúa và thần linh. Nơi này cũng có dụng và những kẻ trộm hoa màu thì sẽ bị giết và treo lên để cảnh cáo, việc giết người ở đây là được phép miễn là kẻ đó có tội thì sẽ bị xử không thương tiếc. Tài nguyên trên đảo rất khan hiếm nên họ phải chịu đựng để tránh mất mạng dù rất muốn rời khỏi đây. Nơi này vốn được một đất nước quản lý nhưng do số lượng đã mất kiểm soát nên nơi này bị biến thành nơi tự trị luôn. Fuji sau đó xem dấu ấn trên tay họ và biết được hình tam giác này là đại diện cho người nhà của phạm nhân còn phạm nhân thì sẽ có thêm hình tròn ở giữa. Cậu không hiểu sao tù nhân lại có thể sinh hoạt tự do bên ngoài trong khi Tonaji trước đó đã nói bà Ozan lại bị giam giữ. Lý do tại sao bà Ozan lại bị giam giữ trong khi những tù nhân khác thì không. Tonaji đã cho cậu biết thực ra bà Ozan đã phạm tội đầu độc 10 người nên bà mới bị bắt hồi ở Janome. Bà được xếp vào loại phạm nhân nguy hiểm nhưng Fuji giờ lại thấy cậu không thể hợp tác với họ vì họ quá bệnh khi có thể cười đùa ở một nơi như này. Cậu tối đó đã cố bắn chết một con chim nào đó để bay đi tìm bà Ozan, nhưng đấng sáng tạo hỏi cậu sao không tiếp tục giải đấu thì cậu bảo là bản thân không muốn giết người. Ông ta cho cậu biết cái chết là thứ sẽ đến với mọi con người, nhưng con người có quyền chọn thời điểm để họ chết đi. Giống như Gugu, chính Fushi là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho Gugu. Nhưng cũng chính Gugu đã lựa chọn cứu Fushi để rồi rút ngắn tuổi thọ của bản thân, do đó nếu xét về những tên tội phạm trong kia cũng vậy. Chúng đã đánh đổi tuổi thọ để nhằm tìm lấy cơ hội đổi đời, cho nên cậu không cần thấy ái náy nhưng cậu mặc kệ lời ông ta nói mà tiếp tục tìm cách và một cô gái đã tìm đến và liếm vào má cậu sáng hôm sau cậu tiếp tục leo tường và cứ rơi xuống Tonaji muốn cậu chuẩn bị vào trận kế tiếp nhưng sở dĩ là cậu không muốn tham gia vì trận sắp tới là một đấu một và cậu sẽ phải giết người nếu muốn đi tiếp cậu từ chối và tiếp tục làm việc của mình còn Tonaji sau đó nghe việc khách quý từ Janome của họ đã thất lạc và cô ta đã lên sân và một mình cân hết rất nhiều tên bất ngờ thay khi cô ta chính là Hazase, kẻ đã giết hại match ngày đó Fuji lúc này phát hiện một con chuột chuỗi đã đào được lối đi ngay bên dưới nền gạch này nên đã lấy nó lên và bóp chết nó. Cậu sau đó ân hận vì đã tước đi mạng sống của nó, nhưng cậu đã ngay lập tức biến thành chuột chuỗi để đào đất vào trong. Nhưng cậu bị một con chim gắp đi và rồi thả rơi xuống chỗ của nhóm Tonaji nên đành vào trận. Đối thủ của cậu là một ông chú cuồng chiến. Cậu đã lấy cơ thể bất tử ra để dọa ông ta nhưng ông ta không hề sợ mà còn cắn một miếng trên người cậu. Cậu hóa sói lao đến tấn công để dọa thì ổng không sợ nên cậu hóa Gugu gu để phun lửa ra xung quanh. Ông ta thấy cậu cứ không chịu đánh cho tử tế, thế là cậu đột nhiên có chút ký ức về năm xưa và nhớ đến Parona. Cậu đã biến thành Parona bằng một cách nào đó và cơ thể Parona cho phép cậu di chuyển linh hoạt và nhanh hơn nên cậu đã cho ông ta một cước mà đo sàn và giành chiến thắng. Nhưng chính hình dạng đó của cậu đã bị Hazase để ý. Fuji tuy không còn ký ức về Match nhưng Parona thì cậu vẫn nhớ và cậu biết việc cậu sử dụng được hình dạng này thì chứng tỏ Parona đã chết đừng sáng tạo thì may vì Parona đi sớm để cậu có thể sử dụng được cơ thể linh hoạt này nhưng cậu chỉ thấy lời ông ta đầy sự kinh tởm. Ông ta muốn cậu vứt bỏ cảm xúc trước cái chết của con người nhưng tiếc thay là đau đớn là thứ thúc đẩy cậu phát triển nên ông ta chẳng thể làm gì hơn. Cậu sau đó lại bị Tonaji bám theo, cô ta liên tục làm phiền cậu. Mọi người thì cũng đã làm thịt một con bò để chiêu đãi Fuji nhưng cậu từ chối mà quay đi. Tonaji biết cậu không thích giết chóc, nhưng có một sự thật là có một vài kẻ đáng ra nên chết đi thì hơn. Vì đối thủ mà cậu gặp hôm nay đã giết đến hơn 50 người. Tonaji không biết bản thân phải làm gì để hỗ trợ và gây thiện cảm cho cậu, nhưng cậu từ chối vì do cô ta mà cậu và bà Ozan mới dính vào nơi quái quỷ này. Dẫu cho bà đã từng giết người, Tonaji đã kể ra việc bố cô cũng từng giết người và thể hiện sự đồng cảm với cậu nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm. Thế là Tonaji lại dùng cách thứ ba là muốn tìm ra kẻ đã lừa cô ta dẫn bà Ozan và cậu lên con thuyền này giúp cậu. Cậu mặc dù ngoài mặt thì chiều theo ý cô ta nhưng bản thân lại không hề tin tưởng nên tối đến cậu đã biến về lại chuột chuỗi để đào đất vào trong bức tường cậu thành công vào được và lần theo mùi để tìm bà ô gian cậu cố leo lên nhưng lại rơi xuống bà nghe được tiếng thì trả lời lại cậu bà biết việc cậu đang sử dụng hình dạng của parona thì hẳn là parona đã hy sinh để bảo vệ ai đó cậu muốn giúp đưa bà rời khỏi đây nhưng bà muốn cậu cứ đi một mình vì bà là phạm nhân và đây là nơi bà thuộc về cậu vẫn quyết phải cứu bà nên bà cho biết giờ cậu tính cứu bà kiểu gì cửa buồng giam bị khóa bên ngoài và dù cậu có vào được đây bằng cái lỗ này thì cậu tính đưa bà ra kiểu gì biết là giờ chưa cứu được nên cậu đành ra về khi nghe tô na di nói là có thông tin hữu ích cho cậu cậu đành ra lại bên ngoài và hỏi thông tin thì cô ta nói cậu mai thắng trận nữa đi rồi cô ta nói cậu cũng đành làm theo trước lúc lên sân tô na di đã bảo cậu cứ nhầm vào đầu mà sút để hạ đo ván thay vì phải giết chóc cậu sau đó ra sân và hóa thành parona để đánh nhưng đối thủ của cậu là một võ sĩ nên tay luôn bảo vệ đầu anh ta đã đánh trả và tóm được cổ cậu thì cậu hóa chuột chuỗi để chui xuống đất rồi tấn công lại từ phía sau để đá gục anh ta nhưng anh ta vẫn đứng dậy và khán giả thấy cậu lại định tha mạng cho người ta nên đã bắn tên xuống để thay cậu kết liễu đối thủ cậu đã bảo vệ anh ta nhưng anh ta vẫn bị dính một tên và được đưa đi dù rất bất mãn với người dân nơi đây nhưng cậu cũng đành chịu lúc ra ngoài cậu gặp lại anh trai võ sĩ kia vẫn còn sống anh ta có một đứa em trai và đây cũng là lý do để anh ta chiến đấu anh ta cho biết anh ta có một người mẹ bị đưa vào đây nhưng đã mất nên giờ em trai là mục tiêu duy nhất để anh ta phấn đấu fuji quyết định sau khi chiến thắng thì cậu sẽ giúp hai anh em này rời khỏi đây cậu sau đó mới nhớ ra giao kèo và yêu cầu Tonaji khai ra thông tin cô đã đánh chống lảng và một lần nữa lừa cậu nên cậu bắt đầu chán ghét cô ta ra mặt người em trai đã nhờ Fuji đánh lửa giúp nên cậu hóa thành Gugu để đáp ứng đột nhiên những người khác tìm tới để phàn nàn về Fuji họ cho rằng những đấu sĩ đã đặt cược cả mạng sống mà cậu lại đi tha mạng chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của họ người bất tử như cậu thì sẽ chẳng hiểu được giá trị của mạng sống con người Tonaji muốn đứng ra giải quyết thì bị họ đánh nên đám bạn của cô phải đến dẹp loạn đột nhiên Fushi bị tấn công bởi knocker và mất đi hình dạng của Gugu. Cậu sau đó đã bảo mọi người chạy đi còn bản thân chiến đấu, cậu nhớ đến vụ dùng nước với lửa. Nhưng giờ ký ức về Gugu đã mất nên cậu mất luôn lửa. Cậu đành chạy đi đến nơi vắng người và rồi để ý thấy lỗ nhỏ trên người nó nên hóa chuột chuỗi để chui vào cắn đứt mạch của nó. Nhưng cắn mới được một cái thì nó đã ném cậu ra và mất luôn dạng này. Cậu gặp lại nhóm Tonaji và họ muốn phụ cậu chiến đấu, cậu từ chối sự giúp đỡ vì không muốn ai phải chết. Nhưng mọi người đã đưa xe đến trói hai tay con nóc lại. Con quái đã khiến đất đá rung chuyển và buộc mọi người phải chạy đi. Nhóm Tonaji đã mang đến cung tên và một đống mũi tên chứa thuốc nổ để bắn vào con quái, nhưng nó quá cứng buộc Fuji phải bảo họ nhắm vào các khe hở. Cậu đã biến thành Parona và sao chép một cây cung để bắn, nhưng Parona bắn vẫn hơi tệ nên cậu đã phải tập đi tập lại cho đến khi bắn thành công một mũi vào khe hở. Mũi tên sắp hết nên cậu phải sao chép ra thêm cho mọi người và họ đã thành công tiêu diệt knocker. Fuji đã lấy lại toàn bộ, từ Match, con gấu cho đến cả Gugu. Tonaji đã dạy cậu rằng đôi khi cậu vẫn phải cần sự giúp đỡ từ mọi người, để làm việc lớn lao thì nên làm theo số đông là tốt nhất. Hòn đảo này được đấng sáng tạo dự đoán sẽ là một nơi tốt để Fushi trưởng thành hơn. Tối đó, cả nhóm Tonaji cùng Fushi đã mở tiệc ăn mừng. Cả nhóm đã bộc bạch hết về giấc mơ của bản thân. Tonaji đã lấy đồ ăn ra nhưng toàn là đậu và thứ gì đâu nên Fushi đành tạo ra một đống đồ ăn. Có điều đồ ăn của cậu toàn là đồ ăn mà Hazase cho cậu ăn trước đây nên ai nấy ăn xong đều lăn ra ngủ vì thuốc mê. Cậu thấy Tonaji có cuốn nhật ký thì lấy lên đọc một câu nhưng rồi lại bỏ lại mà rời đi. Tonaji bỗng tỉnh dậy rồi nhìn về phía Fushi mà xin lỗi vì kéo cậu đến đây. Cô sau đó đã lấy quyển nhật ký viết để lại câu chuyện của chính mình. Trước đây, gia đình cô là chủ đời trước của nhà lão bán rượu. Gia đình ba người sống rất hạnh phúc nhưng vào năm 7 tuổi, Tonaji phát hiện xác chết của mẹ tại nhà. Người trong giáo hội đã phán thủ phạm chính là cha cô khiến ông bị đầy ải ra khỏi hòn đảo này. Giữa hai lựa chọn là sống mồ côi và đến đây thì cô đã chọn điều còn đi theo cha đến đảo ngục tù vì cô tin cha cô không làm có tội. Sống trên hòn đảo vô kỷ luật này một thời gian thì cha cô quyết định tham gia đấu trường để giành quyền rời khỏi đây rồi hẹn gặp cô con gái ngoài cảng trên khán đài. Tonaji đã cầu nguyện cho người cha chiến thắng, nhưng sau khi thấy ông cuồng sát và nở nụ cười khi giết người thì Tonaji đã sốc đến nỗi tự lừa dối bản thân rằng cha đã chết và kẻ đó không phải là cha cô. Sau cùng cô đến điểm hẹn với cha và thấy một cuốn nhật ký kèm với một lời chúc mừng sinh nhật của cha cô ôm lấy món quà như những kỷ niệm tốt đẹp sót lại về người bố của mình và đằng sau lưng cô là kẻ cuồng sát cùng lời xin lỗi muộn màng khi đã bị đầu độc và ném xuống biển may mắn cho tonaji khi cô gặp được những người bạn đồng cảnh ngộ và sống cùng họ đến năm 12 tuổi cô đảm nhận công việc nhập hàng để có thể ra ngoài đảo nhưng cô vẫn bị giám sát nghiêm ngặt nên bỏ trốn là điều không thể lúc 13 tuổi tonaji nhận ra người dân ngoài đảo không hề chào đón hay có thiện cảm với họ tới năm 14 tuổi và cũng là năm cô gặp được fuji một kẻ bí ẩn có vai trò là khách đến hòn đảo đấy đã xúi dục Tonaji rằng Fushi có thể thay đổi cả vận mệnh của hòn đảo nên cô đã phải lừa để đưa cậu đến hòn đảo đó. Và thực sự kẻ đó đã nói đúng, vì với khả năng bất tử thì Fushi đang dần làm được điều mà Tonaji mong muốn. Sáng hôm sau Fushi đã biến lại thành match để leo lên và thành công gặp được bà Ozan trong ngục. Cậu cho bà cụ biết rằng ngày mai là trận đấu chung kết, và nếu chiến thắng thì cậu sẽ dẫn bà ra khỏi đây. Ở trận chung kết, Fushi bất ngờ khi đối thủ của cậu lại là Hazase và đồng thời cũng chính là kẻ bí ẩn đã xúi dục Tonaji. Trong khi chiến đấu với cậu Ata à ta tiết lộ hình dạng Parona chính là món quà ả tặng cậu. Chính tay ả à đã cả làng của Match và sau cùng là Parona. Nghe những điều gây giận đó thì Fushi lần đầu tiên trong đời đã tuyên bố sẽ giết ả. À. Tuy nhiên bây giờ cậu vẫn chưa phải là đối thủ của Hazase. Cậu chiến đấu thiếu kỹ thuật nên bị Ata à ta đâm cho một liều thuốc mê mà gục xuống sau khi chiến thắng. Hazase đã bịa chuyện cho khán giả ở đấu trường rằng Ata à ta là người phát hiện ra Fushi 5 năm trước. Chính ả ta là người đã chỉ bảo cho Fushi và dạy cậu cách làm người, nhưng vì chưa hiểu tinh thần của loài người nên cậu đã bỏ trốn. Khán giả bắt đầu bị thao túng tâm lý nên Hazase đã chốt vở kịch của ả bằng cách là sẽ nhượng lại trước người đứng đầu cho Tonaji. Người dân có ý định không phục tùng mà chuyển sang muốn giết Tonaji cùng đồng đội buộc họ phải kéo nhau bỏ trốn. Còn Fushi thì được Hazase đưa về nơi ở của ả. Ở trên giường Hazase đã có ý định thân mật với Fushi trong khi cậu đang hôn mê, nhưng nhóm Tonaji đã phá rối khiến ả đành bỏ ý định. Lúc nhóm Tonaji tiến vào phòng thì họ đã không thấy Fushi đâu. Hazase cho biết ả đã cho người đưa Fushi tới căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, nơi không ai có thể tiếp xúc được với Fushi, tên thuyền trưởng xuất hiện và hỏi họ tính làm gì. Tonaji lấy tư cách người đứng đầu để yêu cầu đòi lại Fushi và cậu sẽ sao chép thuyền của ông ta để họ rời khỏi đây. Nhưng hiển nhiên là Hazase và tên thuyền trưởng không đồng ý để chuyện đó xảy ra. Ông ta sau đó tóm lấy Opa rồi yêu cầu nhóm Tonaji phải xin lỗi vị khách và rời đi. Tình hình trở nên căng thẳng khi chẳng ai trong nhóm Tonaji chịu quy phục. Nhưng đột nhiên Fushi xuất hiện sau lưng Hazase với lưỡi kiếm kề cổ à ta. Cậu trước đó chưa hôn mê hoàn toàn và người mà mấy tên lính dẫn đi chỉ là cái xác do cậu tách ra, còn cậu thì hóa chuột và trốn đi rồi bất thình lình xuất hiện như bây giờ. Cậu yêu cầu Hazase thả cả nhóm Tonaji đi thì cậu đáp ứng bất cứ điều kiện gì à ta muốn, Hazase đã đồng ý. Ngày hôm sau thuyền trưởng đã thay mặt Tonaji và hiện đang là người đứng đầu đảo này để thông báo là sẽ chở tối đa 700 tù binh ra khỏi đảo vì thuyền không thể chở được nhiều hơn. Tonaji đã đứng ra chọn trẻ em dưới 7 tuổi và đồng đội của cô cùng bà Ozan. Đồng thời cô cũng không quên giúp hai anh em nhà võ sĩ kia thay cho Fuji. Fuji sau đó ra đến bến cảng để tiễn nhóm Tonaji và bà Ozan. Bà nói là sẽ chờ đợi cậu ở cảng. Hazase đã tới để cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. À ta đánh thuốc mê tất cả để chắc chắn là không ai có thể giở trò. Sau đó à đem Fuji đi và thả cậu xuống ở một cái giếng khá sâu. Tonaji sau đó tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị nhốt trên con tàu của thuyền trưởng. Cô sau đó gặp lại ông tổ trưởng và nhờ ông cởi trói giúp. Cô sau đó đã nhờ ông chuẩn bị cho cô một con thuyền để cô quay lại cứu Fuji. Con cú cũng đi theo cô và giữa chừng thì lính của Hazase có phát hiện ra nhưng thuyền trưởng đã không ngần ngại mà ra tay giúp đỡ xử lý bọn chúng giúp Tonaji. Ông phải cho lũ này biết là đừng có làm càn trên tàu của ông. Thế là Tonaji quyết định tiếp tục câu chuyện của bản thân và cô muốn câu chuyện của cô phải có mặt của Fushi trong tương lai. Tonaji sau đó đã tìm đến nơi giam giữ của Fushi và thả dây xuống dưới để Fushi hóa thành chuột chuỗi rồi bám vào để nhỏ kéo lên. Vậy mà ngờ đâu Fuji đã đứng ngay sau lưng cô. Vì cái hố này chẳng thể làm khó được cậu. Tối hôm đó trời đổ bão khiến cả hai không thể rời đi được nên đành qua đêm ở một cái hang gần đó. Sáng hôm sau, Haza se đến kiểm tra Fushi thì nhận ra cậu đã trốn thoát. Đột nhiên có tên lính chạy đến cấp báo rằng thị trấn đang gặp lâm nguy. Trong lúc đó, Fushi và Tonaji đang chuẩn bị khởi hành thì đấng sáng tạo hiện lên và báo cho cậu rằng cơ đang tấn công thị trấn. Cậu quyết định đi giúp đỡ cư dân ở đây nhưng Tonaji đã phản đối và cho rằng tất cả những người đáng được cứu đều đã được cô cho rời khỏi đây, cho nên Fushi không nên mạo hiểm vì họ. Tuy nhiên Fuji vẫn bỏ đi vì người sáng tạo cho rằng nếu bỏ đi thì sau này lũ nóc cơ phát triển mạnh hơn và lúc đó rắc rối sẽ còn lớn hơn. Ở phía bên kia, nóc cơ đã chiếm lấy những xác chết và trỗi dậy từ hố xác, cư dân hỗn loạn chống trả trong vô vọng. Fuji đã lao xuống tham gia chiến đấu, cậu do dự vì toàn là người nên người dân đã bảo cậu cứ ra tay vì đây đều là những người vốn đã chết từ trước. Đang đánh thì Tonaji xuất hiện để hỗ trợ cậu, nhưng lúc cô gặp nguy thì những người đồng đội của cô cũng đã quay lại đây để hỗ trợ cả hai cả nhóm đã hợp tác để chiến đấu với lũ nóc cơ và hy vọng loại bỏ toàn bộ chúng trước khi trời tối đột nhiên opa bị vấp té và bị nóc cơ chiếm lấy cơ thể mia không biết mà đi đến đỡ lấy opa thì liên bị xiên cho một nhát fuji đã nhanh chóng chạy đến để đưa mia chạy đi và hỏi đấng sáng tạo hướng an toàn ở đâu ông ta chỉ cậu một hướng nhưng sẽ chỉ an toàn được trong vài phút cậu đã đưa cả nhóm đến nơi an toàn tạm thời để họ tìm cách cứu chữa cho mia uzoi đã hỏi fuji có khả năng chữa lành hay không thì cái đó là quá sức với cậu cậu mà làm được thì đã chẳng phải chịu mất mát nhiều đến vậy Opa bị điều khiển lại mò đến và Tonaji đã xin Fushi đừng ra tay với cô bé. Nhưng Fushi biết cô bé đã hết cứu và định đưa kiếm lên kết liễu. Nhưng cậu đã do dự vào dây cuối để rồi bị Nocker tóm được và cướp mất hình dạng Parona. Uzoi sau đó phát hiện Nocker đã bám vào chân nên cậu ta bảo Tonaji đi trước còn cậu ta sẽ chăm sóc Mia. Sande đành phải kéo cô chạy trốn. Nocker đã bắt đầu ăn sâu vào cánh tay của Uzoi nên cậu ta đã không ngần ngại rút thanh kiếm cắt đứt cánh tay của mình. Cậu đã hét lên bảo Fushi biến thành chuột chuỗi rồi ném cậu cho con cú của Tonaji gắp đi và bay khỏi khu vực này. Uzoi sau đó cũng bị nóc cơ chiếm quyền kiểm soát. Uzoi sau đó đã đoàn tụ với hai đứa bạn ở thế giới bên kia. Quay lại với Hazase, ả à đang quan sát tình hình từ trên cao thì đột nhiên một con nóc cơ gần đó đã xâm nhập vào cánh tay của ả. À. Ngay lập tức ả à đã kéo sinh vật gớm ghiếc đó ra khỏi tay rồi chuyển mục tiêu sang nhắm vào Tonaji và Sande đang chạy trốn ở dưới kia. Tuy nhiên Fushi trong hình dạng gấu đã tấn công ả à trước khi con điên này định làm điều gì đó ngu học. Cậu bỏ qua à ta khi thấy Tonaji với Sande đang gặp nguy hiểm và đã hóa thành Gugu gu và thổi lửa càn quét hết tất cả lũ nóc cơ còn sót lại. Đấng sáng tạo xuất hiện và cho biết trên đảo giờ chỉ còn ba con nóc cơ còn sót lại, cay nhiệt thay khi ba con đó chính là ba đứa bạn của Tonaji. Quá xúc động khi chứng kiến cảnh tượng này khiến Fushi chẳng biết nên làm gì. Nhưng trước khi nhận được câu trả lời thì à Jase đã lao đến hạ gục sang đan và đưa Tonaji ra trước hố lửa to lớn. À tuyên bố sẽ thay cậu làm những điều dơ bẩn là giết bạn bè đang bị nóc cơ chiếm hữu nhưng nếu cậu không đồng ý thì ả à đó sẽ giết Tonaji. Nghe những điều ghê gớm đó thì Tonaji đã nhìn về phía Fushi rồi quyết định kéo cả Hazase xuống biển lửa. Nhưng Fushi phản xạ kịp thời và cứu lấy Tonaji và gây mê để trói Hazase lại, một lần nữa đối mặt với những người bạn tri kỷ bị kiểm soát. Tonaji đã nhặt một thanh kiếm lên để quyết định ra tay giải thoát cho ba đứa bạn cho dù phải đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên Fushi đã không để cô làm điều đau đớn đó, cậu đã tóm lấy thanh kiếm từ cô và rồi chậm rãi đi về phía ba người đó sau khi cùng người dân ở đây xử lý xong bọn nóc cơ và hỏa táng những người đã chết. Tonaji và Sande quyết định ở lại đảo này để cải tạo lại vùng đất và chăm lo cho những cư dân nay đã đoàn kết và có nhân tính hơn trước. Còn Fushi thì sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Cậu đã đưa Hazase đang hôn mê đi theo để tránh ả điên này lại làm khổ bạn bè cậu. Cậu đã nói lời từ biệt với cả hai đứa bạn và rồi trèo thuyền ra khơi. Một thời gian sau, Hazase đã tỉnh dậy trên thuyền. Ả à thấy Fushi đang ngồi chờ sẵn. Cậu đã hỏi ả à ta rốt cuộc mục tiêu ả à khi đuổi theo cậu là gì. Ả à cho biết mong muốn của bản thân chỉ là muốn được ở bên cạnh cậu. Lý do ả à giết Match và Parona là vì cả đang cố chiếm lấy Fushi của ả. À. Ả à cũng thổ lộ luôn là đã yêu Fushi từ lúc thấy cậu chiến đấu với con gấu. Ả à ta biết cậu chưa trải qua cảm giác yêu đương là gì nên bảo cậu ở với ả à một đêm là hiểu. Nhưng nếu cậu không thích thì có thể giết ả à và rồi sử dụng hình dạng của ả à mà chiến đấu. Nhưng cậu đã đứng dậy và tạo ra một con thuyền khác để đi riêng. Cậu nói thẳng rằng bản thân rất ghét ả à, và cho dù ả à có chết đi thì cậu cũng chẳng quan tâm nên là đừng bao giờ đến gần cậu nữa. Fuji sau đó rời đi còn Hazase thì liên tục kêu gào để rồi bị một con nóc cơ bò lên thuyền và hốt xác. Trên đường tiến đến điểm hẹn với bà Ozan, Fuji đã nhờ đấng sáng tạo dẫn đường thì ông cho biết con cú của Tonaji đã làm thay việc đó. Fuji nhớ lại những ngày đầu tiên ở đảo thì cậu chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, nhưng mà bây giờ cậu cảm nhận bản thân đang nhớ hòn đảo và mọi người ở đấy. Vì nếu không có những trải nghiệm này thì Fuji đã không thể trưởng thành như hiện tại. Khi cậu về đất liền thì cậu đã tìm thấy bà Ozan vẫn đang chờ cậu ở một quán ăn gần cảng nhớ lại quá khứ toàn người thân thương ra đi vì nóc cơ thì fuji liền sợ là sẽ liên lụy đến bà nên quay đầu rời đi nhưng cậu lại sợ bà không có tiền trả nên đã quay lại thì thấy người chủ ở đấy không tính tiền mà còn cho bà chỗ ở sáng hôm sau fuji chợt nhớ là bản thân đi không nói tiếng nào rồi lỡ bà chờ cậu hoài luôn thì lại dở thế là cậu trở về và định viết cho bà một bức thư quay tới quay lui mà chẳng viết được gì ưng ý cậu chọn cách theo dõi cụ bà một thời gian xem sao sau một vài ngày theo dõi fuji nhận ra bà không có cậu thì vẫn sống tốt Đấng sáng tạo hiện lên và cho cậu biết bà Ozan không còn sống được bao lâu nữa nên muốn cậu cứ theo chăm sóc cho bà. Fuji sau một hồi suy nghĩ thì quyết định hóa thành Mia để tặng cho bà một cái chăn như lời tạm biệt. Tuy nhiên cậu bị bà phát hiện rồi giữ lại. Bà Ozan rất vui khi được gặp lại Fuji. Cậu cố quay đi nhưng trong thâm tâm của cậu cũng như bà, cậu rất yêu quý bà Ozan và sau tất cả thì cả hai lại quyết định phiêu lưu cùng nhau đến khu rừng đã bàn từ lúc trước. Sau hàng tháng trời ở đây, bà Ozan tuy đã gần 90 nhưng mà vẫn sung sức chán. Ngày ngày bắt cá như cơm bữa, Fuji thì sau khoảng thời gian dài với bà cụ thì nay cậu đã có nhiều kiến thức hơn để giữ an toàn cho bà Ozan. Cậu lập ra các quy tắc cho bản thân, lần lượt là nếu nóc cơ ở gần thì phải đưa bà cụ bỏ chạy. Thứ hai là phải hạn chế bản thân biến thành hình dạng của các sinh vật mà bản thân chưa hiểu rõ đặc tính. Vì nếu biến thành hình dạng như là con đỉa thì cậu không thể nào bảo vệ bà cụ khi nóc cơ tấn công, cuối cùng là ngủ trễ dậy sớm hơn bà cụ. Cậu cũng viết những điều quan trọng để ghi nhớ việc bản thân cần phải làm gì. Bà Ozan đã kể về ước muốn trẻ lại của mình cho Fushi nghe. Bà cho biết trước kia bà đã từng rất xinh đẹp, nhưng bà đã dành gần hết cuộc đời mình cho công việc. Tuy nhiên ở những năm tháng cuối đời này thì bà cảm thấy thật hạnh phúc khi được sống tự do và có được đứa cháu như Fuji. Nghe được những điều đó khiến Fuji cảm thấy quý trọng bà hơn, nhưng ông trời không cho ai tất cả. Và một ngày, bà lão bắt đầu cảm thấy không khỏe và ngoài ra còn gắt gỏng hơn trước. trí nhớ cũng dần suy giảm, nhưng Fuji mặc kệ những điều đó mà vẫn chăm sóc bà cụ đến cùng. Cho đến một ngày, bà Ozan bỗng nhiên bình thường đến lạ. Vì trời sắp mưa nên bà Kêu Fushi đi lấy cá khô đem về còn bà thì nằm xuống cảm nhận được những giây phút cuối đời. Bà đã gọi đấng sáng tạo hãy mang bà đi trước khi Fushi về và nếu có thể thì hãy cho tấm thân già này kiếp sau được trở thành thứ gì đó có ích với Fushi hơn. Ông ta đã xuất hiện vào phút cuối và đồng ý nguyện vọng của bà Ozan, ở thế giới bên kia, bà trông thấy bản thể lúc còn trẻ của mình. Quả như lời bà nói thì bà đúng là sinh thật, bà đã được đấng sáng tạo giữ lại những bản chất tốt đẹp nhất vào một quả cầu như dạng nguyên thủy của Fushi rồi tan biến. Còn Fushi một lần nữa chứng kiến người thân yêu của mình ra đi, bầu trời tối sầm lại và bắt đầu đổ cơn mưa như tiếng khóc thương của cậu. Hỏa táng người bà cũng như người bạn tri kỷ của mình xong thì Fushi thấy được những lời nhắn nhủ cuối cùng được bà để lại trên tấm giấy ghi chú. Bà Ozan muốn cậu hãy sống vì ước mơ của cậu ta như cách bà đã có một cuộc sống không hề hối tiếc. Thời gian trôi qua, đấng sáng tạo chẳng có gì mới mẻ để kể về Fuji. Còn Fushi giờ đã đến tuổi trung niên, cậu cười một cách điên cuồng khi vừa giết được một con nóc cơ và phần một của phim đến đây cũng là kết thúc.